Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, trong lúc Tiêu Viêm đang tập trung luyện hóa thân thể cho Nam Nhĩ Minh, mặt đất bỗng nhiên run lên, đồng thời phát ra một đạo thanh âm nặng nề. Thanh âm này lại làm cho tất cả tiểu nhân lập tức phòng bị, ngay cả Đại Tế Ti cũng chấn động, bởi vì nơi phát ra thanh âm này không phải là từ Tiêu Viêm mà là từ hậu phương, chỗ đầm nước chuyển đến. Vưu Lân kinh ngạc nói, Vưu lão chau mày, trong tay đã nắm chặt sách vở màu đen, nó hẳn là báo biển Ma Thú Vương. Xa xa chỉ nghe thấy tiếng đạn pháo nổ oanh kích, bên cạnh thánh thủy lúc này vây đầy tiểu nhân, đạn pháo màu lam dày đặc một mảnh, trừ cái thân ảnh to lớn ra, bên bờ đứng đầy vô số báo biển ma thú, chen chúc không ngừng vào bên trong thánh thủy còn có báo biển ma thú không ngừng lên bờ, dưới sự dẫn dắt của thân ảnh to lớn, báo biển ma thú quá đông đảo, lũ tiểu nhân thế công mặc dù cường hãn nhưng cũng bắt đầu yếu sức, phía trước đổ xuống một mảnh, đằng sau tiếp lấy bổ sung đến, ma thú trong tay cầm cương xoa, không ngừng vung vẩy, lũ tiểu nhân dù đã mặc trên người áo giáp, nhưng vẫn xuất hiện thương vong, đáng chết, bọn chúng làm sao điên cuồng như vậy, hoàn toàn liều lĩnh, chẳng lẽ chỉ bởi vì tài nguyên khan hiếm sao, hay là có nguyên nhân khác? Vưu lão mắng, thân là tộc trưởng, hắn cũng là người có thực lực cao nhất trong bộ tộc, có được thực lực tứ tinh đấu đế, trong tay cầm cổ thư gia chỉ màu đen, cũng có khả năng chiến thắng được ngũ tinh đấu đế. Vưu lão xuất hiện, lũ tiểu nhân tựa hồ nhận được sự cổ vũ, toàn bộ một lần nữa chuẩn bị chờ xuất phát. Vưu lão đi lên trước, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh to lớn, nếu như nói báo biển ma thú đối với bọn hắn rất khổng lồ, thì cái thân ảnh to lớn kia so với báo biển ma thú tối thiểu lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, theo tiểu nhân, vậy đơn giản chính là một tòa núi nhỏ biết hành tẩu. Thân ảnh to lớn có bộ dáng rất kỳ lạ, nó cùng báo biển ma thú khác biệt, có được tứ chi thon dài, bàn tay cùng chân đều có màng, xa xa nhìn qua, tựa như là một con ếch xanh lớn, con mắt thật to ở trên đầu, tựa như hai cái chuông đồng, con mắt màu xanh sẫm quét chung quanh, trông thấy Vưu lão về sau, nguyên bản con ngươi vô thần có chút co vào, lúc này Vưu lão cũng hoàn toàn thấy rõ bộ dáng to lớn của quái vật trước mắt, trong đầu bỗng nhiên một cái hình tượng lấp lóe, lại sau một khắc, Vưu lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt xuất hiện cực độ chấn kinh, cái này, làm sao có thể? Vưu lão thanh âm đều run rẩy, chỉ vào ếch xanh to lớn, biểu lộ khó tin, tại trên thân con ếch xanh này tản ra đấu khí chấn động lục tinh đỉnh phong, so sánh cùng với Vưu lão, tự nhiên là mạnh hơn không chỉ một cấp bậc, con ếch này tên là Cự Nhãn Oa, thân thể khổng lồ, thời kỳ trưởng thành thân thể có thể lớn đến mấy chục trượng, hiển nhiên Cự Nhãn Oa trước mắt này còn chưa đến kỳ thành niên, nhưng đối với lũ tiểu nhân mà nói, hình thể hiện tại của nó cũng đã đủ khổng lồ, hoàn toàn có thể chấn nhiếp bọn hắn, làm sao đây, tộc trưởng? Vưu Lân chau mày, trong bộ tộc hắn là trưởng lão có bối phận tương đối cao, mặc dù không có thực lực cường hãn, nhưng hắn là hạng người trong tộc có túi khôn, bao quát mấy bộ đồ mà đám người Tiêu Viêm mặc khi tiến vào đây, đều là từ Vưu Lân chế tác mà ra, trong tộc phần lớn vũ khí đều được tham khảo ý kiến của Vưu Lân trước khi chế tạo, cho nên địa vị của hắn ở trong tộc không phải bàn cãi, vật này ta trước kia gặp qua, chỉ bất quá thời điểm ta gặp được, nó chỉ có lớn hơn ta chừng bàn tay, đến tột cùng là cái gì đã đem nó thai nghén, thành ra một quái vật khổng lồ như vậy. Vưu Lân khiếp sợ nói, Cự Nhãn Oa mắt to lớn màu lục giờ phút này, tựa như đang theo dõi hai người Vưu lão cùng Vưu Lân, nó giống như nghe thấy được hai người đối thoại, miệng to lớn lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười, ha ha ha. Cự Nhãn Oa trong miệng bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm kỳ quái, tất cả báo biển ma thú giống như lập tức tiếp mệnh lệnh, toàn bộ đều giống như mê muội, phát khởi thế công so với lúc trước còn điên cuồng hơn, tựa hồ không đạt mục đích không bỏ qua. Vưu lão không cách nào ngồi yên không để ý đến, Vưu Lân giờ phút này cũng không kịp làm quá nhiều bàn giao, tự mình tiến đến chỉ huy tác chiến, bày ra các loại trận thế, giao thế công kích, lũ tiểu nhân nơi này lam quang một mảnh dày đặc, bắn phá công kích tới không ngừng xông đến báo biển ma thú, hỏa lực mặc dù không yếu, nhưng báo biển ma thú số lượng càng ngày càng nhiều, tiền hô hậu ủng, thi thể đã chồng chất, như núi lại vẫn không ngăn cản được bộ pháp tiến lên của bọn chúng, đã chạm đến phòng ốc của lũ tiểu nhân, báo biển ma thú quơ trong tay vũ khí, đem phòng ốc của lũ tiểu nhân trực tiếp phá hủy. Vưu lão thực lực tứ tinh đấu để ầm vang bộc phát, thúc giục sách vở màu đen trong tay, sách vở hắc quang lấp lóe, đấu khí xuyên qua nó bản hóa thành mũi tên màu đen đầy trời, sau đó triển khai, lập tức mũi tên dày đặc âm thanh xé gió triệt cả vùng không gian, sưu sưu, mũi tên màu đen mới ra, liền ứng thanh đổ một mảnh lớn báo biển ma thú, lập tức máu chảy thành sông, chỉ bất quá thời điểm cái mũi tên màu đen chạm đến Cự Nhãn Oa, da thịt đều không bị thương tới mảy may, thời điểm mũi tên chạm tới Cự Nhãn Oa thế mà toàn bộ đoạn mất. Cự Nhãn Oa đứng tại chỗ ánh mắt đánh giá Vưu lão, chợt nhìn về phía Thạch Sinh Sơn phương xa, thời khắc này ánh mắt lại bỗng nhiên biến thành kiêng kỵ, có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến Cự Nhãn Oa chậm chạp không có động thủ. Cự Nhãn Oa không dám tùy tiện động thủ, bởi vì nó cảm nhận được Thạch Sinh Sơn truyền đến khí tức cường hãn, để nó có chỗ chần chờ. Vưu lão tự nhiên cũng đã nhìn ra, nó kiêng kỵ chính là Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt, mà bây giờ hai người đều có việc thoát thân không ra, Hỗn Độn Bất Diệt lâm vào tinh không chi nhãn, Tiêu Viêm lại đang giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân, căn bản là không có cách chú ý cục diện bây giờ. Đại Tế Ti giờ phút này đứng sau lưng Vưu lão, thần sắc không có khẩn trương như vậy, tuổi già trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, chỉ yên lặng nhìn Cự Nhãn Oa, lúc trước gấp rút lo lắng giờ phút này đều bình tĩnh lại. Đại Tế Ti, làm sao bây giờ? Vưu lão trong lòng căng thẳng, sợ Cự Nhãn Oa phát giác được hai người Tiêu Viêm đang không cách nào thoát thân, nếu không nó một khi xuất động, trực tiếp giết chết bọn hắn chỉ đơn giản như là nghiền chết một con kiến. Đại Tế Ti nhìn Vưu lão, xử lấy quải trượng từng bước một chậm rãi đi lên phía trước, bình tĩnh nhìn Cự Nhãn Oa, sau đó nói với Vưu lão, không cần lo lắng, ngăn chặn nó nửa khắc là được. Vưu lão tựa hồ minh bạch ý tứ của Đại Tế Ti, Đại Tế Ti có năng lực dự báo, Đại Tế Ti nói nửa khắc, thì có nghĩa là nửa khắc, về sau vô luận nguy cơ nào cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Vưu lão thôi động tất cả đấu khí, hắn mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Cự Nhãn Oa, chỉ cần Cự Nhãn Oa khế động, hắn lập tức liền sẽ phát động công kích cường hãn nhất của hắn, hy vọng có thể ngăn trở một lát, báo biển ma thú thế công chậm rãi giảm bớt một chút, lũ tiểu nhân bên này hỏa lực cũng có chỗ yếu bớt, hai phe giờ phút này lâm vào trạng thái giằng co, người không qua được, hắn cũng vô pháp tiến lên nửa bước, báo biển ma thú phát ra một tiếng gào thét, Cự Nhãn Oa vẫn như cũ không có bất kỳ hành động gì, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ, cùng lúc đó, chỗ Tiêu Viêm ánh lửa lấp lóe, cực kỳ tinh chuẩn khống chế một vòng vườn quanh, tại bên cạnh trái tim Nam Nhĩ Minh, cho đến ánh lửa bỗng nhiên lóe lên, trái tim Nam Nhĩ Minh bỗng nhiên biến mất không thấy, lửa vực nơi Tiêu Viêm cũng oanh một chút hoàn toàn tán đi, nhấc lên một mảng lớn lửa choáng chậm rãi mới ảm đạm xuống, lộ ra thân ảnh Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm đưa tay, trên tay hắn giữa không trung có lơ lửng một viên thuốc, nói là đan, lại không mượt mà phảng phất tựa như là một cái trái tim rút nhỏ, nhìn kỹ lại thậm chí còn có thể trông thấy nhảy lên, đây chính là một trong những đơn thuốc của lão Ma Hoàng. Lấy thân luyện chế thành đan, mới có thể dung nhập vào bên trong thần dựng chi thạch. Tiêu Viêm thở nhẹ một tiếng, đan dược trái tim trên tay liền hóa thành một đạo hồng mang bắn về phía thần dựng chi thạch. Đan dược này chính như đơn thuốc mà lão Ma Hoàng nói, không có nửa điểm ngăn cản, bay thẳng vào bên trong thần dựng chi thạch, dừng lại tại trên đầu Long Lân Vương cách đó không xa. Sau khi tiến vào thần dựng chi thạch, đan dược trái tim hóa tán mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành bộ dáng của Nam Nhĩ Minh, bất quá chỉ là hồn thể, hiện lên hơi mờ. Bên trong thần dựng chi thạch Nam Nhĩ Minh chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Viêm cười to. Trong lòng xem như an tâm, thần kinh xem như đã được nới lỏng một nửa, cuối cùng đã bảo vệ được hồn của Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm cái mũi khế động, nhướng mày, hắn ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương xa, chiến hỏa đầy trời. Tiêu Viêm cái mũi khẽ động, nhướng mày, hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thánh Thủy Ao phương hướng. Lúc này chính chiến hỏa đầy trời, giữa không trung cùng Cự Nhãn Oa giằng co, xảy ra chuyện sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, xa xa trông thấy Vưu lão với cổ thư màu đen lơ lửng Cự Nhãn Oa cũng rốt cục không còn kiên nhẫn, bước ra, trong tay cầm cương xoa to lớn, đấu khí hùng hồn xen lẫn mặt nước bốc hơi sương mù, tạo thành một trận khí lưu như sóng chiều càn quét toàn bộ bên bờ, khí lưu mãnh liệt trực tiếp đem lũ tiểu nhân phá ngược lại một mảnh, trận hình toàn loạn, hỏa lực một cái chớp mắt cũng giảm bớt hơn phân nửa, lúc đầu song phương đều ở vào trạng thái giằng co, đấu khí yếu kém lũ tiểu nhân bị Cự Nhãn Oa khí lưu mãnh liệt càn quét đổ một mảng lớn, lam quang đạn pháo công kích yếu bớt về sau, báo biển ma thú liền cấp tốc lái về phía trước, một chút không kịp phản ứng tiểu nhân bị báo biển ma thú dùng cương xoa trực tiếp đâm thủng thân thể, lũ tiểu nhân thương vong càng ngày càng nhiều. Vưu lão chau mày, sách đen không ngừng lóe ra hắc sắc quang mang, Vưu lão toàn thân đấu khí đổ xuống, tràn vào bên trong sách đen, theo đấu khí tràn vào, màu đen trong sách xưa xuất hiện từng loạt mật văn tựa như xiềng xích đồng dạng không ngừng biến ảo, nửa khắc, mật văn liền che kín bốn phía. Vưu lão đối với Cự Nhãn Oa một chỉ, lập tức những mật văn xiềng xích thật giống như có linh trí, tại không trung giao thoa vặn vẹo lên bay về phía Cự Nhãn Oa, mật văn liên khóa trực tiếp đem Cự Nhãn Oa vây quanh, thu. Vưu lão hét lớn, vây quanh Cự Nhãn Oa mật văn liên khóa đột nhiên nằm chặt, còn không chờ Cự Nhãn Oa nghi hoặc, mật văn trực tiếp đem Cự Nhãn Oa khốn gắt gao, Cự Nhãn Oa oanh một chút ngã trên mặt đất, trong miệng còn phát ra một tiếng thanh âm cổ quái, tựa hồ bị chọc giận, cái mật văn đấu kỹ này là đấu kỹ khống chế, nhìn bộ dáng của Vưu lão, tựa hồ đối với bản thân khi thi triển mật văn liên khóa vẫn là có mấy phần lòng tin, đây chính là con át chủ bài sau cùng của Vưu lão, có thể đem Lục Tinh đỉnh phong Cự Nhãn Oa vây khốn. Cái này xác thực không dễ, ngã trên mặt đất, Cự Nhãn Oa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra đấu khí mãnh liệt, tràn ngập nộ khí. Cự Nhãn hung hăng nhìn chằm chằm Vưu lão, không được. Vưu lão thấy thế hét lớn một tiếng, bất quá đã muộn, chỉ thấy cái Cự Nhãn Oa dễ như trở bàn tay, đem tất cả mật văn liên khóa trên người toàn bộ chấn vỡ. Cự Nhãn Oa một lần nữa đứng dậy, lần này tựa hồ thật sự bị chọc giận, không có chút nào do dự nhấc chân liền hướng Vưu lão cùng Đại Tế Ti đạp đi tới. Đại Tế Ti mau lui lại, đấu khí trong thể nội của Vưu lão toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ, coi như hắn có thể đào thoát, nhưng Đại Tế Ti vốn tuổi đã cao, thực lực cũng không mạnh, tốc độ theo không kịp, mắt thấy màng chân to lớn của Cự Nhãn Oa trực tiếp dẫm đi qua, Vưu lão trong lòng mãnh rung động, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ mặc Đại Tế Ti tự mình thoát đi, vung tay lên, lập tức triệu hồi sách đen, khuynh khắc biến lớn, ngăn tại trước mặt. Oanh, một tiếng vang nặng nề, Cự Nhãn Oa chân rắn chắc dẫm tại trên sách đen biến lớn, phát ra một đạo trầm đục, cổ thư màu đen cũng chỉ giữ vững được nửa khắc, Vưu lão vội vàng lôi kéo, Đại Tế Ti cấp tốc lui về sau, cổ thư màu đen không chịu nổi áp lực cực lớn ầm vang thu nhỏ, Cự Nhãn Oa màng chân sau lại lần nữa dẫm đi qua, Vưu lão không có cách nào, một tay đẩy ra Đại Tế Ti, chính mình lưu tại dưới chân Cự Nhãn. Oanh, màng chân Cự Nhãn Oa trùng điệp đạp xuống, toàn bộ không gian đều cảm giác đang run rẩy. Đại Tế Ti bị Vưu lão trùng điệp đẩy ra tại một bên, lảo đảo nghiêng ngã xử lấy quải trượng, trong mắt tràn đầy khó tin, dạng tình trạng đột phát này ngoài dự liệu của hắn. Cự Nhãn Oa còn ra sức nghiền ép màng chân, những tiểu nhân khác đều phản ứng lại, nhanh chóng nâng lên vũ khí không ngừng công kích đại quái vật trước mắt, mặc dù không hề có tác dụng. Tộc trưởng, mọi người hỏa lực toàn bộ hướng Cự Nhãn Oa, cứu tộc trưởng. Vưu Lân nơi này quát ầm lên, vừa mới nói xong, tất cả lam quang đạn pháo toàn bộ dày đặc đối với Cự Nhãn Oa oanh kích mà đi. Cự Nhãn Oa một mặt không biểu lộ, trong tay nâng lên cái nghĩa liền hướng về lũ tiểu nhân vung vẩy mà đi. Vưu Lân thấy Cự Nhãn Oa hướng bọn hắn phát ra công kích, trong lòng chỉ có nói thầm một tiếng hỏng bét, mãnh liệt kình phong hướng lũ tiểu nhân đánh tới, lũ tiểu nhân lập tức đều bị dọa đến bốn phía né tránh, thân thể bọn hắn không có tính phòng ngự, chỉ sợ toàn bộ đều phải táng thân, tất cả tiểu nhân lập tức đều bị dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt một mảnh thảm trắng, bao quát Vưu Lân ở bên trong. Mấy trăm năm trôi qua, bọn hắn một mực ở nơi này an cư lạc nghiệp, thủ hộ lấy Thạch Sinh Sơn, báo biển ma thú thỉnh thoảng có đến quấy rối bọn hắn, nhưng cũng chưa gây cho bọn hắn sợ hãi gì, chưa hề xuất hiện qua đối thủ mãnh liệt như Cự Nhãn Oa, dạng tồn tại này, lấy vũ khí hiện tại của bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Vào thời kỳ cường thịnh, vũ khí do bọn hắn chế tạo ra đối kháng với lục tinh vẫn là dư giả, nhưng bây giờ, sớm đã xưa đâu bằng nay, lấy thân thể yếu ớt cộng thêm vật liệu hạn chế, không cách nào chế tạo ra vũ khí có công kích mạnh, cho nên hiện tại giống như sâu kiến, đành phải mặc người chém giết. Thời điểm tất cả mọi người tuyệt vọng, bỗng nhiên, một đạo thanh âm xé gió cơ hồ cùng vũ khí cái nĩa của Cự Nhãn Oa đồng thời nổ vang, keng, tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc từng vòng quanh quẩn ra, cái nĩa trong tay Cự Nhãn Oa trực tiếp bị bắn ra, thân thể từ từ lui lại, mắt ếch to lớn tràn đầy chấn kinh, cấp tốc co vào, nhìn về hướng nó bị đánh lui, chỉ thấy một thân ảnh đứng ở phía trước lũ tiểu nhân, trong tay giống như nằm hỏa long, chợt ngưng thực hóa thành Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, người này chính là Tiêu Viêm chạy ra từ Thạch Sinh Sơn. Vưu Lân tiền bối, đi đến xem Vưu lão tộc trưởng đi, nơi này giao cho ta. Tiêu Viêm quay đầu nói với Vưu Lân. Vưu Lân nhìn Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm tựa như một pho tượng chiến thần, khí thế bàng bạc, lập tức trong lòng tràn đầy kính sợ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Cự Nhãn Oa, linh hồn chi lực phát ra dò xét. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, khí thế trên người đã đem Cự Nhãn Oa dọa đến không nhúc nhích nổi, tựa hồ Cự Nhãn Oa này căn bản chưa thấy qua sự đời, chỉ sợ Tiêu Viêm chính là người đầu tiên mạnh hơn mà nó từng thấy. Trên thân Cự Nhãn Oa này, làm sao mà ta cảm nhận được có một loại chấn động rất quen thuộc, Tiêu Viêm một mình lẩm bẩm nói. Chung quanh báo biển ma thú giờ phút này lại không biết điều hướng Tiêu Viêm phát ra công kích. Tiêu Viêm thấy thế khẽ cho mày, thước nơi tay bỗng nhiên nắm chắc, thiên hỏa tràn vào, sau đó bỗng nhiên hướng bốn phía vây tới báo biển ma thú vung lên, một đạo hỏa quang thước ảnh trực tiếp hướng bốn phía càn quét mà đi. Đám báo biển ma thú toàn bộ đều dừng lại thân hình, sau một khắc, thân trên cùng hạ thân tách rời mà ra, máu tươi nóng hổi lập tức văng khắp nơi. Một thước này cơ hồ giết chết tất cả báo biển ma thú trước mắt có khả năng nhìn thấy, toàn bộ bên bờ giống như từng đóa huyết liên hoa, máu tươi phun ra tới chỗ nào, nguyên bản thánh thủy thanh tịnh thấy cả đáy giờ đã bị máu tươi nhuộm thành huyết thủy. Cái này thật mạnh. Vưu Lân há hốc miệng ba, hoàn toàn không thể tin được cảnh trước mắt. Tại trong lòng Vưu Lân, thực lực của Vưu lão đã là sự tồn tại mạnh nhất mà hắn từng gặp qua, đối với sự tu luyện của tiểu nhân tộc, thực sự là rất khó xuất hiện người có thiên phú, thậm chí nói cơ bản là không có. Vưu lão đã là người đi đến cuối con đường tu luyện bên trong tiểu nhân tộc, là tứ tinh đỉnh phong. Vưu Lân cũng tốt, bao quát các tiểu nhân khác, khi Tiêu Viêm xuất hiện tại dưới một thước này, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, bởi vì tràng diện này đối với bọn hắn mà nói quá mức rung động, miệng của bọn hắn bởi vì kinh ngạc đều không hẹn mà cùng mở thật to, con mắt trừng tròn, trong miệng khàn khàn, kinh ngạc giống như đã nhìn thấy thứ vượt qua phạm vi mà bọn hắn có thể hiểu được, vậy mà thoáng cái tất cả đều chết. Người này so với tộc trưởng của chúng ta còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tại bên bờ, nhìn ra cũng có trên trăm đầu báo biển ma thú, một chiêu miểu sát toàn bộ quá kinh khủng đi, thật mạnh. Ngươi nhìn Cự Nhãn Oa này đi, nó cũng đang sợ hãi, ha ha, ngươi nhìn nó còn đang phát run kìa. Lũ tiểu nhân trong mắt nháy mắt tràn ngập hưng phấn, thế cục nghịch chuyển quá nhanh, ma thú này là Cự Nhãn Oa. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, hắn cũng không có gấp động thủ. Tiêu Viêm nhìn Cự Nhãn Oa càng xem càng kỳ quái, luôn cảm giác nó e ngại, giống như cũng không phải là e ngại thực lực Tiêu Viêm, mà phảng phất là e ngại vật gì đó trong thể nội của hắn. Đôi mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại, không đến một giây đột nhiên mở ra, chỉ thấy con ngươi Tiêu Viêm hóa thành một đoàn lam u tinh mang, sau đó trừng trừng nhìn chẫm chẫm Cự Nhãn Oa. Cự Nhãn Oa bị cái nhìn này của Tiêu Viêm chấn nhiếp, giống như là bắt lấy mệnh môn của nó. Cự Nhãn Oa lảo đảo không ngừng lui về sau, hình như có ý muốn chạy trốn. Bên bờ sớm đã là một mảnh hỗn độn, thi thể báo biển ma thú khắp nơi đều có, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh thi hài, máu tươi nóng hổi còn đang không ngừng chảy xuôi. Báo biển ma thú còn không cam lòng giãy giụa, miệng phun bọt máu, trong cổ họng phát ra thanh âm lạc lạc, chỉ còn lại nửa bên thân thể còn co quắp. Bất quá Cự Nhãn Oa tựa hồ không quan tâm đến sinh tử của báo biển ma thú, bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu đến hiện tại, nó cũng chưa từng chủ động đi trợ giúp qua những báo biển ma thú này, những báo biển ma thú cũng là tự phát tiến công, đủ loại hết thảy, có vẻ hơi quỷ dị. Nếu như những báo biển ma thú này chỉ vì muốn cướp đoạt tài nguyên mà không để ý tính mạng, thì cũng quá điên cuồng đi, đến tột cùng là nguyên nhân gì cho phép như thế? Tiêu Viêm càng xem càng cảm thấy kỳ quái, trong mắt của hắn lấp lóe quang mang là quỷ linh, hắn cảm giác trên thân Cự Nhãn Oa có 10 phần cảm giác quen thuộc, nguyên lai là bởi vì trên thân nó có được khí tức quỷ linh đặc hữu, mà cái Cự Nhãn Oa e ngại, tựa hồ cũng chính là quỷ linh ở trong thể nội của Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này cảm nhận được khí tức để hắn có chút hồ nghi, bởi vì trên thân Cự Nhãn Oa khí tức quỷ linh đặc hữu rất là yếu kém, nếu như quỷ linh thật sự tồn tại trên thân Cự Nhãn Oa, tuyệt không phải là loại cảm giác yếu kém này. Tiêu Viêm một mực không có động thủ, hắn là đang chờ đợi, nơi này tất nhiên có quỷ linh tồn tại, có lẽ báo biển ma thú điên cuồng là vì có quan hệ đến cái quỷ linh này, bao quát thánh thủy thanh tịnh vì sao có chút quái dị, thậm chí bao gồm cái đỉnh trời huyễn cảnh, còn có việc Cự Nhãn Oa có thể ở loại địa phương này, trưởng thành đến to lớn như vậy, tất nhiên đều cùng quỷ linh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiêu Viêm trải qua phân tích đều đã nghĩ thông suốt, Tiêu Viêm không có trực tiếp ra tay giết chết Cự Nhãn Oa, nhưng thật ra là tại dục cầm cố túng, cố ý muốn để Cự Nhãn Oa chạy trốn. Nếu quả như hắn đoán, nếu như quỷ linh không có tại trên thân Cự Nhãn Oa, thì một khi Cự Nhãn Oa đào tẩu thì địa phương nó đi tới, khẳng định là nơi có quỷ linh, hết thảy đều là quỷ linh ở sau lưng chỉ đạo. Quỷ linh này 10 phần không đơn giản, xem ra nó đã có được linh trí hơn nữa còn không thấp, thật sự là đáng tiếc, lại gặp chúng Tiêu Viêm ra. Tiêu Viêm nghĩ đến đây trong lòng càng thêm hưng phấn. Nam Nhĩ Minh vừa vặn thiếu chính là quỷ linh, nếu thu hoạch được quỷ linh này, vậy việc trợ giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo thân thể liền sẽ tiến hơn một bước. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, lông mày lại nhíu. Long Lân Vương nơi đó hiện tại cũng là vấn đề lớn, bất quá trước mắt vẫn cầm được quỷ linh này đã rồi suy nghĩ thêm về sự tình Long Lân Vương sau, Cự Nhãn Oa do dự không tiến, một bộ tiến thối lưỡng nan. Tiêu Viêm cũng phát hiện điểm này, trước mắt Cự Nhãn Oa khẳng định là sợ hãi Tiêu Viêm, hậu phương khẳng định là sợ hãi quỷ linh. Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, hôm nay khẳng định là ăn chắc kẻ cầm đầu đứng phía sau thao túng hết thảy. Lúc này, Vưu lão bị bọn hắn cứu được, thần sắc hoảng hốt, khóe miệng tràn ra máu tươi, cổ thư màu đen cũng là bất phàm chi vật, tại một khắc mấu chốt, vẫn là nhờ nó cứu được Vưu lão, vì Vưu lão chặn lại một kích chí mạng, bất quá giờ nó cũng đã xuất hiện một chút tàn tạ, Vưu lão khí tức yếu kém, trong mắt thần vận ảm đạm, bất quá vẫn là cưỡng ép nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm ở phía xa xa, nhìn xem chung quanh hiện trường một mảnh thi hài, tựa hồ mới rốt cục yên tâm, thở phào một hơi liền hôn mê bất tỉnh. Đại Tế Ti cũng vội vàng vì Vưu lão chữa thương, trong tay quyền trượng phụ thuộc lấy hào quang màu xanh lục, Đại Tế Ti chậm rãi nâng lên quyền trượng, hào quang màu xanh lục tại đỉnh quyền trượng hóa thành một chất lỏng xanh mơn mởn, chậm rãi thuận theo quyền trượng tích nhập vào trong miệng Vưu lão. Nửa ngày qua đi, sắc mặt Vưu lão mới có chút ít huyết sắc. Đám tiểu nhân thấy tộc trưởng không sao, phần lớn ánh mắt đều tập trung tại trên thân Tiêu Viêm cùng Cự Nhãn Oa, giờ phút này hai người còn đang giằng co. Tiêu Viêm bước chân hơi khẽ nâng lên, hắn hướng về phía trước rời một bước. Tiêu Viêm một mực đang cẩn thận quan sát đến từng nhất cử nhất động của Cự Nhãn Oa, cũng không bài trừ khả năng quỷ linh có ngay tại trên thân Cự Nhãn Oa, chỉ sợ quỷ linh ẩn tàng quá sâu, nếu đột nhiên bộc phát, lại không rõ ràng thực lực xếp hạng thứ mấy, chỗ lực lượng bộc phát cũng không thể khinh thường, mà suy nghĩ kỹ, thì phải chăng mục tiêu của quỷ linh khi đến đây chính là vì thần dựng chi thạch, ba kỳ vật bên trong, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, bọn chúng đều là trời sinh kỳ vật, đoạt thiên địa chi tạo hóa, không người biết được bọn chúng là như thế nào thai nghén, bọn chúng tồn tại vốn là một cái kỳ tích, trong đó không thiếu có khả năng, tại bên trong ba kỳ vật sẽ có sinh ra linh trí cực cao, dưới mắt nếu như Tiêu Viêm suy đoán không sai, vậy quỷ linh sinh ra linh trí cơ hồ liền cùng nhân loại không khác, thậm chí càng mạnh hơn, hiểu được mưu binh bố cục, quả không đơn giản. Tiêu Viêm bước về phía trước một bước, triệt để phá vỡ cục diện giằng co. Tiêu Viêm thả ra khí tức quỷ linh như lũ quét, khí tức trên thân Cự Nhãn Oa một nháy mắt liền bị khí tức của Tiêu Viêm. Cự Nhãn Oa một tiếng quái khiếu, thân thể khổng lồ giãy giụa, quay người liền muốn chạy trốn. Tiêu Viêm thấy thế cười lạnh, cấp tốc đuổi theo, không thể để cho Cự Nhãn Oa chạy, nó một khi chạy thoát thì sẽ rất khó đi tìm nó cùng quỷ linh. Mặc dù nơi này không lớn, nhưng quỷ linh này hành tung lơ lửng không cố định, lại thiện ở ẩn tàng, muốn tìm thấy bắt nó còn phải tốn hao một chút tâm tư, huống hồ Tiêu Viêm thời gian cũng không nhiều, cần phải mau chóng vì Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân mới được, để tránh lại sinh nhiều biến. Chung quanh hiện đầy thi thể báo biển thi thể, Tiêu Viêm dẫm tại bên trên hồ huyết dịch, luôn cảm thấy không quá dễ chịu, dứt khoát trực tiếp dùng thiên hỏa vờn quanh bên người, đem đồ vật trước mắt toàn bộ thiêu thành cho tàn. Tiêu Viêm hướng phía Cự Nhãn Oa đuổi đến, Cự Nhãn Oa thu nhỏ giống nhảy vào bên trong thánh thủy bị máu tươi nhiễm một mảnh đỏ bừng. Tiêu Viêm không do dự, cũng đi theo một bước nhảy vào bên trong thánh thủy TG vốn là nước phổ thông, cũng không phải dịch vị, vì vậy Tiêu Viêm không lo lắng sẽ có tính ăn mòn. Một đám tiểu nhân chung quanh chỉ có thể ngốc ngốc nhìn qua, không biết nguyên cớ. Theo bọn hắn nghĩ, Cự Nhãn Oa trông thấy Tiêu Viêm tựa như thấy được thần, còn chưa khai chiến liền biết mình không địch lại, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Tiêu Viêm thì cứ vậy liền truy sát mà đi. Lũ tiểu nhân đối với người ngoài không có hảo cảm gì, dưới tình huống bình thường căn bản là sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngoại nhân, bất quá một trận chiến này lại để những lũ tiểu nhân này sinh ra cảm giác sùng kính thật sâu đối với Tiêu Viêm. Nếu như không phải Tiêu Viêm, chỉ sợ toàn bộ đã bị phá hủy, khả năng tất cả tộc nhân đều sẽ bị giết không chừa mảnh giáp. Bọn hắn đều không ngờ tới, tại bên trong dạ dày của cự bụng ma cá lại có một sự tồn tại kinh khủng và nguy hiểm như vậy, trực tiếp uy hiếp đến sự tồn vọng của chủng tộc bọn hắn. Cự Nhãn Oa xuất hiện, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đại Tế Ti xử lấy quyền trượng, chậm rãi đi về phía trước hai bước, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vưu Lân lập tức phản ứng lại, rốt cục minh bạch lý do Đại Tế Ti lại quỳ xuống gọi Tiêu Viêm làm ân nhân. Vưu Lân cũng đuổi theo Đại Tế Ti. Vưu lão giờ phút này đã được đưa vào trong phòng trị liệu. Vưu Lân thấy đại chiến đã kết thúc, lập tức sắp xếp người xử lý chiến trường, sắp xếp thỏa đáng về sau mới đi tới bên người Đại Tế Ti hỏi thăm. Ha ha, người này cùng chúng ta có nguồn gốc rất sâu. Thiếu chủ mặc dù kế thừa huyết mạch của hoàng hậu, đường tương lai có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng người này so với thiếu chủ còn muốn mạnh hơn, tương lai của hắn thâm bất khả trắc, chuyện của hắn cũng không phải là chuyện mà hai người chúng ta có thể thương thảo. Đại Tế Ti bên trên gương mặt của tuổi già hiện ra con mắt lục mang hơi híp lại, như có điều suy nghĩ, vuốt sợi râu thật dài trên cằm, chậm rãi nói. Vưu Lân mặc dù không minh bạch con đường tu luyện, nhưng từ trong giọng nói của Đại Tế Ti có thể nghe minh bạch, tương lai của Tiêu Viêm sẽ là người khủng bố đến cỡ nào. Vưu Lân không tiếp tục hỏi nhiều, quay người liền xuống dưới tiếp tục xử lý sự vụ chiến trường. Những thi thể báo biển ma thú đối với bọn hắn mà nói là tài nguyên cực kỳ chân quý, có thể duy trì nhỏ cho tiểu nhân tộc ở nơi này sinh hoạt mấy trăm năm. Tại lúc Tiêu Viêm đi vào ma thú gia tộc, sau khi tiến vào dãy núi Nguyên Thủy, tại Cự Hy Thành liền trở nên không yên ổn, mấy thế lực lớn nhao nhao đều hứng chịu tới uy hiếp. Cái uy hiếp này đến từ đan điện, Xem ra, Đan Điện thật đã không thể nhịn được nữa, cái này là tới từ sự phẫn nộ của Đan Đại Thành, hai đứa con trai của hắn đều chết tại dưới tay Tiêu Viêm, hắn đã để Đan Điện đoạn tuyệt tất cả đan dược cung cấp, liền ngay cả Thương Minh cũng gãy mất, việc này đã để toàn bộ Cự Hy Thành bị liên lụy rất rộng, vô số thế lực dựa vào đan dược mà sống toàn bộ đều điên cuồng. Lúc này Cự Hy Thành đã rung chuyển bất an, trời liền muốn thay đổi. Bên trong Đan Điện, Đan Đại Thành mày kiếm trợn mắt, bên trong Đan Điện đứng đầy người, những người này tất cả đều là những nhân vật trọng yếu nhất, những người có thực lực mạnh nhất trong Đan Điện. Điện chủ, vô luận như thế nào cũng phải vì thiếu chủ đòi cái công đạo, một tên thanh sam trung niên nhân cả giận nói. Những người khác nghe vậy cũng là liên tục gật đầu. Đan Đại Thành ngược lại lộ ra cực kỳ tỉnh táo. Điện chủ, ngươi xem, chỉ cần chúng ta đoạn mất cung cấp đan dược, toàn bộ Cự Hy Thành đều bị chúng ta khống chế, cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch này, không bao lâu liền sẽ có nhiều thế lực ném dựa vào Đan Điện chúng ta. Đương nhiên, kế hoạch này là để kiềm chế Thương Minh. Giờ phút này đứng tại bên tay trái Đan Đại Thành, có một người trung niên, đầu đội ngọc quan, mặt như ôn ngọc, bất quá trên mặt lại có một đôi mắt dài nhỏ âm lãnh, cho người ta một loại cảm giác gian trá giảo hoạt, trong tay cầm một thanh ngọc phiến nhẹ nhàng vỗ, nhìn ra được người này tại Đan Điện địa vị cũng không thấp. Thương Minh liền giao cho ngươi, chúng ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần Thương Minh biểu lộ sẽ không có bất cứ trợ giúp nào cho Tiêu Viêm, chúng ta vẫn sẽ cung cấp cho Thương Minh đầy đủ đan dược như cũ, xem Thương Minh có phải kẻ thức thời hay không." Đan Đại Thành lạnh lùng nói, đoạn mất đan dược một mặt là nhiễu loạn thế lực bên trong Cự Hy Thành, mặt còn lại, trọng yếu nhất là muốn thăm dò Thương Minh, nhìn xem Thương Minh đối với Tiêu Viêm là thái độ gì, muốn dùng đan dược đến kiềm chế Thương Minh. Điện chủ yên tâm, Thương Minh đã là lấy sinh ý làm chủ, cùng chúng ta đối nghịch vừa tốn công mà không có kết quả, là người làm ăn bọn hắn chắc chắn sẽ không bởi vì một Tiêu Viêm nho nhỏ mà đắc tội với Đan Điện ta, chắc chắn bọn hắn biết rõ, một khi đắc tội với Đan Điện thì Thương Minh không chỉ tổn thất về tiền tài, mà còn là danh dự, chẳng lẽ chỉ vì một phần tình nghĩa với Tiêu Viêm, lại mà bọn hắn có thể làm đến mức độ này sao? Ta thấy không bao lâu Thương Minh liền sẽ đến tỏ thái độ thôi. Người nói chuyện chính là người quản lý đan dược của Đan Điện Đan Thanh Phong. Đan Thanh Phong nổi danh là gian thương của Đan Điện, qua nhiều năm như vậy, hắn đã vì Đan Điện kiếm lấy không ít lợi nhuận, theo các thế lực lớn quật khởi, mọi người đối với đan dược nhu cầu về lượng cũng dần dần gia tăng, Đan Điện mới dần dần đi tới vị trí như bây giờ, cho nên, Đan Thanh Phong cũng coi như là một trong những công thần của Đan Điện, hy vọng như thế đi, làm xong Thương Minh chẳng khác nào làm xong nhân tộc, cái kia yêu tộc, ma thú gia tộc, bọn hắn có thái độ gì? Đan Đại Thành ánh mắt nhìn về phía mọi người, vẻ mặt nghiêm túc, trải qua lần trước Tiêu Viêm đến Đan Điện náo loạn, Đan Đại Thành cũng minh bạch, Tiêu Viêm mặc dù nhìn chỉ có Tiêu phủ, nhưng sau lưng có một đống lão bất tử, từng cái đều là cường giả gia tộc bên trên đại lục có thể đếm được, trên đầu ngón tay, nếu như bọn hắn một khi liên lụy vào, nếu quả thật cùng Tiêu phủ khai chiến, thì Đan Điện liền sẽ lâm vào cục diện bất lợi, cho nên muốn diệt trừ Tiêu Viêm, tuyệt không phải dưới mắt nhìn qua đơn giản như vậy, yêu tộc cùng ma thú gia tộc cũng đều không có cho thấy thái độ, thời điểm cùng bọn hắn thương thảo, giống như còn nói sự tình không có liên quan đến bọn hắn, nhưng có đôi khi nói chuyện lại liên tiếp có gai, thái độ đều là ba phải, một vị trung niên hồi báo nói. Đan Đại Thành nghe vậy cau mày, coi như dâng lên trọng bảo bọn hắn cũng chưa từng dao động sao? Đan Đại Thành cả giận nói, nếu chỉ đơn độc yêu tộc hay ma thú gia tộc thì không đáng sợ, nhưng bọn hắn nếu liên hợp lại, đó chính là một sự tồn tại khổng lồ. Trọng yếu nhất cũng là điều Đan Điện kiêng kỵ nhất chính là nội tình của bọn hắn, những gia tộc này có thể bình an vô sự tọa lạc tại Cự Hy Thành, tại bên trong vô số thể lực trổ hết tài năng, trừ thực lực của bản thân bọn họ, còn có chính là nội tình. Yêu tộc cùng ma thú gia tộc, yêu tộc có cửu tinh đấu đế mọi người đều biết, mà ma thú gia tộc, bọn hắn mặc dù chưa hề công khai qua, nhưng đâu ai có thể khinh thường, có thể đứng tại vị trí đỉnh tiêm của đại lục này, há có thể không có bản lĩnh, ẩn giấu đi cái gì không có ai biết, nhưng ma thú gia tộc có thể sừng sững không ngã, khẳng định có điểm mạnh, phía trên đại lục này, tu luyện đến thực lực bát tinh đã có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nói gì là cửu tinh, có thể đột phá cửu tinh, đều là những người may mắn còn sống sót sau khi trải qua viễn cổ hạo kiếp, bọn hắn tồn tại tại trên đấu đế đại lục giống như sự tồn tại của thần, nhưng người có được thực lực cửu tinh cũng không chỉ có một hai người, có chút lớn gia tộc thế lực bên trong có cường giả cửu tinh xuất thế tọa chấn, còn có một số cao nhân ẩn thế, những cường giả này ở giữa chế ước lẫn nhau mới xuất hiện thế cân bằng như bây giờ, nhưng nếu như có một phương thế lực phá vỡ cân bằng, vậy sẽ dẫn tới thế lực khác phản phệ, rất nhanh liền sẽ bị chia cắt hoặc là triệt để tiêu diệt, về sau lại lần nữa phân chia cục diện thế lực mới, mạnh được yếu thua, cho nên Đan Điện rất rõ ràng cũng rất minh bạch điểm này, Tiêu Viêm trước đó đã hoàn toàn thể hiện ra hắn có thực lực khiên động hướng đi của những thế lực này. Các vị khách khanh trưởng lão, Đan Đại Thành ta tự nhận là đối đãi với các ngươi không tệ, bây giờ Tiêu Viêm tuần tự chém giết hai đứa con trai của ta, thù này Đan Đại Thành ta không thể không báo, không thể để cho một Tiêu phủ nho nhỏ bắt nạt, ngồi trên đầu trên cổ Đan Điện được, hiện tại Đan Điện muốn các ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ cần các ngươi nguyện ý xuất thủ, Đan Điện sẽ vì các ngươi luyện chế một lần đan dược không thua kém đế chi thất phẩm, mặt khác sẽ đưa tặng mọi người một phần hậu lễ không ít, chẳng biết các khách khanh trưởng lão ý như thế nào. Đan Đại Thành ngồi ở trong đại điện, bưng chén trà sứ men xanh từ bàn gỗ bên cạnh lên, lấy nắp trà sát mấy lần nước trà, cạn hớp mấy ngụm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về từng người khoác áo bào đen, thấy không rõ bộ dáng, nhưng trên thân đều tản ra khí tức ba động không tầm thường, bọn hắn thực lực đều là phía trên bát tinh, đây là con át chủ bài lớn nhất của Đan Điện, cũng là lực lượng cho thấy sức chiến đấu mạnh nhất của bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều tụ hướng về phía những người áo đen này, nhưng không ngờ bọn hắn lại hừ lạnh một tiếng, dọa đến đám người cũng không dám lại đi nhìn thẳng vào bọn hắn. Yên lặng nửa ngày, bên trong đại điện bầu không khí càng là kiềm chế, những người áo đen này mới có một người đối với Đan Đại Thành có chút hành lễ, thanh âm khàn khàn mở miệng, "Điện chủ, chúng ta những năm này nhận điện chủ chiếu cố, trận chiến này chúng ta tự khi nghĩa bất dung từ, đương nhiên cũng hy vọng điện chủ thực hiện lời hứa." Người này mở miệng, Đan Đại Thành mân trà chép miệng một cái, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, nói là làm, các vị yên tâm tâm. Đan Đại Thành nói xong, người áo đen liền đứng ở một bên không nói nữa. Đối với bọn hắn mà nói, có thể thu được một viên đan dược đế chi thất phẩm trở lên, đây chính là cầu đều cầu không được, mà Đan Đại Thành đem điều kiện nói rộng như vậy, chỉ cần là muốn đan dược, đan điện đều sẽ bất kể chi phí giúp bọn hắn thực hiện. Phần lễ này quá lớn, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một tiểu tử thất tinh nho nhỏ, không cần vận dụng phô trương đến thế, bất quá điều kiện quá phong phú, bọn hắn không thể cự tuyệt, đối phó với một tiêu phủ mà thôi, chuyện tốt như thế bọn hắn như thế nào không nguyện ý. Mọi người tản đi đi, chiếu ta phân phó đi làm, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, sau khi ta đột phá bát tinh thì đan điện ta sẽ nâng cao một bước. Đan Đại Thành thực lực một mực ở vào thất tinh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể đến bát tinh. Đan Đại Thành ngữ khí tràn đầy tự tin, xem ra hắn đối với chuyện bản thân đột phá bát tinh sớm đã làm xong chuẩn bị. Cung chúc điện chủ có thể thuận lợi đột phá bát tinh đấu đế. Trong điện tất cả mọi người ôm quyền cung kính nói, sau khi nói xong liền mới chậm rãi tán đi. Bên trong Cự Hy Thành gió nổi mây vần, thế tất đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tin tức rất nhanh chuyển đến tiêu phủ. Ngồi tại trên đại điện tiêu phủ, Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, lúc đầu vừa mới vì Thanh Mộc Nhi thở dài một hơi, không nghĩ tới lại truyền tới tin tức đan điện muốn cùng tiêu phủ khai chiến. Nhận được tin tức xong toàn bộ tiêu phủ đều yên lặng, bây giờ Tiêu Viêm không ở phủ, loại yên lặng này đến đáng sợ. Đối với đan điện tất cả mọi người ngồi ở đây đều biết, sự tồn tại ấy tiêu phủ không thể chống lại, như là ánh nến muốn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, lấy thực lực của đan điện, vài phút liền có thể đem tiêu phủ bóp cái vỡ nát. Lúc này, đám người Thanh Mộc Nhi đã chậm rãi khôi phục, dần dần có ý thức, bất quá để hoàn toàn khôi phục chỉ sợ còn cần một thời gian mới được. Thanh Hạo Nhiên sau khi biết được tin tức, liền lập tức phái người ra ngoài nghe ngóng thêm càng nhiều tin tức hơn, thẳng đến khi tin tức truyền về, hắn mới an tâm chút, phát hiện đan điện mặc dù có tư cách, nhưng đến nay cũng không dám có hành động lớn gì, đan điện cũng đang kiêng kỵ thể lực phía sau Tiêu Viêm. Đan điện chậm chạp không dám động thủ cũng tại trong dự liệu của Thanh Hạo Nhiên, phía sau Tiêu Viêm có huyết ma bộ tộc tự nhiên là không nói, Thanh Hạo Nhiên khẳng định sẽ vô điều kiện đứng về phía hắn, nhưng nếu như đối mặt lấy tự thân lợi ích, Thương Minh cùng yêu tộc cùng ma thú gia tộc, bỗng nhiên, Thanh Hạo Nhiên trong đầu linh quang lóe lên rồi mỉm cười, ta làm sao quên, cái này là con cá đã mắc câu rồi. Thanh Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt một mảnh thoải mái, lúc trước, thời điểm Tam Hoàng hội tụ liền đã thương thảo qua việc này, giờ phút này chẳng qua là Tiêu Viêm không tại đây mà thôi, Tiêu Viêm là mồi nhử, đan điện là con cá lớn trong lúc vô tình lại đi vừa đúng vào cái lưới của Tam Hoàng. Thanh Hạo Nhiên ngồi một hồi cũng lập tức đứng dậy, bắt đầu ăn bài, cùng thông chi yêu tộc cùng ma thú gia tộc, mặc dù việc này sớm đã thương lượng xong, nhưng ai cũng không biết tới sẽ là nhanh như vậy. Đan điện chi nhánh cực lớn, nội tình thâm hậu, một khi khai chiến, lực lượng cũng không phải tùy tiện có thể vạn ngã, muốn triệt để đem đan điện vạn ngã, chỉ sợ còn cần hào hào chuẩn bị một phen, tốt nhất có thể để cho đan điện phớt lờ, đối phương càng không có phòng bị đối với bọn hắn càng có lợi, trận chiến này, chỉ sợ phải đánh, đan điện, những ngày an nhàn của các ngươi cũng nên chấm dứt rồi. Toàn bộ đấu đế đại lục, tin tức từ bên trong Cự Hy Thành một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh tranh chấp giữa đan điện cùng tiêu phủ đã cấp tốc truyền khắp ra, đan điện đình chỉ tất cả việc chuyển vận đan dược, cũng đưa tới Cự Hy Thành một trận thổn thức, thậm chí còn khiến nhiều cửa hàng nhỏ phải đóng cửa, toàn bộ nền kinh tế thị trường nội thanh cũng nhận sự đả kích không nhỏ, giá cả đan dược bởi vì khuyết thiếu nên càng ngày càng tăng cao, có chút đan dược phổ thông lại bị kêu giá tới trời. Trân Bố Phàm ngồi tại chủ vị bên trong Thương Minh đại điện tường lưu quang, ngói xanh chu manh, bên trong đại điện trang trí càng là xa hoa khoa trương, toàn bộ đại điện dùng thanh ngọc trải đường, bốn cái xà nhà đều dùng lưu kim điêu khắc các đại kỳ thú, sinh động như thật, phảng phất liền muốn từ xà nhà nhảy ra, đại điện toàn bộ sắc điệu khiến người ta cảm thấy mười phần hoa lệ lộ liễu, lại không dám tùy tiện đụng vào, trong này một miếng xà nhà một mảnh ngói đều giá trị thiên kim. Đan điện, đến cùng là đang làm gì? Tại sao lại vô duyên vô cớ liền đoạn tất cả đan dược phát ra? Gần đây hao tổn có chút nghiêm trọng, Trân Bố Phàm cũng không biết đầu đuôi sự tình, cũng càng không biết Chân Tông Phúc cùng hai hoàng khác lên kế hoạch, hắn một mực chỉ quan tâm đến lợi ích của Thương Minh, đan dược là tiêu hao phẩm, đối với người dựa vào chiến đấu trường kỳ để duy trì sinh tồn, như các chiến sĩ mà nói, đan dược là ắt không thể thiếu, một khi không có tiếp tế, rất nhiều tình huống liền sẽ trở nên 10 phần bất lợi, thậm chí sẽ tai họa đến rất nhiều tính mạng vô tội. Đan dược lực ảnh hưởng rộng, không chỉ là đơn giản về lợi ích cùng kinh tế, mà còn ảnh hưởng tới cả cuộc sống của mọi người. Cạch cạch, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh, đại sảnh Thương Minh vang lên một trận tiếng bước chân thanh thúy, một người thanh niên mặc quần áo của Thương Minh, bước nhanh đi tới trước mặt Trân Bố Phàm trước mặt, ôm quyền cung kính nói: "Minh chủ, bên ngoài có người cầu kiến." Trân Bố Phàm nghe vậy bất vi sở động, chuyện gần đây khiến hắn bận bịu sứt đầu mẻ chán, nơi nào có tâm tình gì gặp người. Trân Bố Phàm nửa ngày về sau mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thuộc hạ phía dưới, mới hững hờ mở miệng: "Người đến là người nào, sự tình không trọng yếu đuổi đi là được." Trân Bố Phàm hơi không kiên nhẫn, là người của đan điện, hắn nói chỉ cần nói ra là đan điện minh chủ tự nhiên là sẽ gặp hắn. Thuộc hạ của Thương Minh trả lời, để Trân Bố Phàm nguyên bản sầu mi khổ kiểm, nhìn xem sổ sách bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt trừng mắt liếc thuộc hạ, dọa đến vị này lập tức run rẩy, chẳng biết vị chủ nhân này trong lòng đang suy nghĩ gì, không cẩn thận mạng nhỏ liền không còn, người đan điện, làm sao lại tự mình tìm tới cửa, đáng nhẽ phải chờ lấy người khác tới cửa cầu cứu mới đúng chứ. Trân Bố Phàm trong lòng lập tức phân tích, chuyện tốt không đến cửa, chủ động tìm tới cửa tuyệt không phải chuyện tốt. Xuống dưới, mời hắn vào. Trân Bố Phàm suy tư một chút, vẫn là đối với tên thanh niên thuộc hạ vẫy vẫy tay đồng ý gặp người của Đan Điện. Đan Điện làm như vậy, một khi Đan Điện thật muốn cùng Tiêu phủ khai chiến, là vì muốn lấy được ủng hộ của chúng ta, hoặc là muốn để Thương Minh bảo trì trung lập, mới không tiếc đem đại giới như vậy đổi lấy sao? Trân Bố Phàm tự nhiên đã nghe nói Đan Điện gần đây nhất làm ra một ít chuyện, hắn cũng cùng Chân Tông Phúc Nhân Hoàng thảo luận qua về việc này, không nghĩ tới Đan Điện lại phản ứng to lớn như thế. Bất quá Trân Bố Phàm lập tức tinh tế tưởng tượng, lập tức nghĩ đến thời điểm Tam Hoàng thương thảo, hắn cũng ở đó, thì ra là thế, nguyên lai đại ca là cho Đan Điện hạ nguyên bộ. Trân Bố Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc trước cùng Chân Tông Phúc đàm luận việc này, tại mặt cầu nhìn thấy một màn, hắc giáp trung niên làm ra, toàn bộ một lần nữa phù hiện tại trong óc Trân Bố Phàm. Kế hoạch của Chân Tông Phúc, Trân Bố Phàm đến hiện tại mới rốt cục suy nghĩ minh bạch. Lúc này, trong đại sảnh, một người mặc phục sức của Đan Điện, phía sau áo bào viết một chữ Đan to lớn vàng óng ánh, người này trên trán tràn đầy khí thế, bất quá thực lực tu vi lại cũng không cao, khí thế kia là tới từ sau lưng của hắn ý vào, thực lực của Đan Điện, bên trên phương diện kinh tế không có ai biết nó hùng hậu đến cỡ nào. Đan Điện là nơi có luyện dược sư nhiều nhất trên toàn bộ đấu đế đại lục, nắm trong tay luyện dược sư cơ hồ là mạnh nhất, đan dược phong phú sẽ dẫn tới đại lượng cường giả vì nó tận tâm tận lực làm việc. Đan Điện bởi vì đan dược bán vô số cường giả ân tình, chỉ cần là Đan Điện gặp nạn, có thể chiêu đến cường giả tuyệt sẽ không là số ít, thực lực không thể khinh thường, cũng chính vì vậy, người này lúc tiến vào, liền cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, đi tới trước mặt Trân Bố Phàm, bộ mặt không có quá nhiều biểu lộ, lộ ra càng là có chút lãnh đạm. Bái kiến Thương Minh minh chủ, tại hạ Đan Điện Tuế Hàn, đến đây có việc cùng minh chủ thương lượng. Người này mặt ngoài mặc dù một bộ cung kính, nhưng từ trong mắt của hắn thấy được khinh thường cùng ngạo mạn. Trân Bố Phàm thấy như vậy, nhịn cười không được cười. Trong lòng đối với Đan Điện không tự chủ để hắn có chút sinh lòng chán ghét. Tuế Hàn thấy Trân Bố Phàm nhìn hắn có chút vẻ cười nhạo, trên mặt càng lạnh lùng hơn. Bất quá dù sao Trân Bố Phàm thân là Thương Minh chi chủ, Tuế Hàn cũng không dám quá mức làm càn, đứng thẳng người nhìn về phía Trân Bố Phàm trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Minh chủ, chắc hẳn 10 phần lo lắng đan dược cung hóa không đủ. Minh chủ đã biết Đan Điện chúng ta cùng Tiêu phủ ở giữa có tranh chấp, minh chủ trong lòng tất nhiên sớm đã đoán được ý đồ mà ta đến, chẳng biết minh chủ thái độ là gì. Tuế Hàn mới mở miệng lại làm cho Trân Bố Phàm có chút giật mình, không nghĩ tới tên Đan Điện này, ngôn từ lại sắc bén như thế. Trân Bố Phàm ngẩn người, chợt cười to, bất quá sau một khắc con mắt trong lúc triển khai, bỗng nhiên tràn đầy sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm Tuế Hàn. "Tốt, chỉ bằng lời nói vừa rồi, ngươi có tin ta lập tức giết ngươi hay không? Ta mặc dù biết ngươi hôm nay là đại biểu Đan Điện tới, nhưng ngươi cũng không phải là điện chủ, nếu ta giết ngươi, Đan Điện cũng không dám bắt ta, Đan Điện cũng không đáng vì một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi mà chọn cùng Thương Minh ta đối nghịch. Tiểu tử thối, nói chuyện khách khí với bản minh chủ một chút đi." Tuế Hàn chọc giận Trân Bố Phàm. Trân Bố Phàm không chỉ là Thương Minh minh chủ, đồng thời còn có được thực lực bát tinh đấu đế, cái này vô luận là thương trường hay là chiến trường, Thương Minh đều không e ngại Đan Điện. "Đan Điện ta." Tuế Hàn thần sắc bất vi sở động, vừa muốn mở miệng, không khí đột nhiên run lên, Trân Bố Phàm toàn bộ sắc mặt che kín âm trầm, huyệt thái dương nổi gân xanh, hàm răng khế cắn, quỳ xuống cho ta. Trân Bố Phàm thanh âm không lớn, lại đủ để vang vọng ra khắp bốn phía, áp lực cực lớn nháy mắt từ bốn phía bỗng nhiên đè xuống. Tuế Hàn trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Trân Bố Phàm, từ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt một mảnh huyết hồng, hô hấp dồn dập, thần sắc tràn đầy kinh dị. Lúc này Tuế Hàn thần sắc mới có hơi bối rối, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thương Minh minh chủ lại có khí thế như vậy, vốn cho rằng Trân Bố Phàm chỉ là một thương nhân, một người lấy lợi ích làm trọng mà thôi, chỉ cần lợi ích trước mắt, hắn là sẽ không đối với Đan Điện như thế nào, cũng càng sẽ không đối với hắn như thế nào. Hắn vốn nghĩ trên khí thế có chấn nhiếp, muốn dò xét một chút thái độ của Thương Minh đối với Đan Điện, nhưng không ngờ Trân Bố Phàm không chỉ có không cho hắn nửa phần mặt mũi, trực tiếp cho hắn một hạ mã uy, mạng nhỏ đều kém chút khó giữ được. Tuế Hàn năm tấm lục phủ đều bị chấn thương không nhẹ, thở hồng hộc hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, khí tức yếu ớt. Bất quá Tuế Hàn y nguyên cắn răng tuyệt không hừ một tiếng, trong tay xuất ra đan dược không ngừng nhét vào bên trong miệng. Sau khi nuốt một nắm lớn đan dược, sắc mặt mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Trân Bố Phàm ngồi ngay ngắn ở phía trên, một mặt coi thường nhìn Tuế Hàn. "Ha ha ha." Trân Bố Phàm bỗng nhiên cười một tiếng, thần thái đột nhiên nhu hòa nhìn Tuế Hàn. "Ngươi tên gọi là Tuế Hàn đúng không? Ta sẽ ghi nhớ ngươi, thay ta hướng điện chủ các ngươi chào hỏi. Mặt khác nói cho điện chủ của các ngươi biết, chuyện này cho ta suy tính một chút. Đan dược là một khối lợi nhuận lớn đối với Thương Minh chúng ta, cũng là không thể thiếu. Nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ dùng trao đổi ích lợi, liền có thể tùy ý bày bố Thương Minh ta. Thương Minh không đến mức như thế đâu." Trân Bố Phàm cười lạnh. Hành động của Đan Điện Trân Bố Phàm trong lòng sớm đã rất khó chịu. Khụ khụ. Tuế Hàn ho khan mấy lần, trong miệng còn có máu tươi, xem ra vừa rồi Trân Bố Phàm thả ra uy áp xác thực tổn thương tới nội tạng của hắn, bất quá lại cũng không chí mạng, đây cũng là Trân Bố Phàm cố tình làm, bằng không thì lấy thực lực bát tinh của hắn liền có thể dễ dàng miêu sát Tuế Hàn. Làm luyện dược sư, Tuế Hàn thực lực vốn cũng không cao, một tổn thương này chỉ sợ không biết bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Tuế Hàn trong lòng bắt đầu kiêng kỵ Trân Bố Phàm, không nói gì nữa, đành phải run run rẩy rẩy đứng dậy, đối với Trân Bố Phàm liền ôm quyền, chậm rãi từ bên trong đại điện che lấy bụng dưới chật vật không chịu nổi đi ra ngoài. Trân Bố Phàm nhìn thân ảnh Tuế Hàn dần dần biến mất, ánh mắt phức tạp, uống cạn chén trà, rồi nhắm mắt lại. Tốt một cái Đan Điện, thật sự nghĩ Thương Minh ta không thể theo hắn sao? Bất quá, cảm giác đan điện càng làm như vậy càng đối với chúng ta có lợi, chỉ cần ta buông lỏng miệng, tất nhiên có thể từ đó mò được không ít lợi ích, ta chỉ cần bảo trì trung lập, hai bên cũng không thể trách tội, ta cũng chiếm hết chỗ tốt, bây giờ xem ra đây là lựa chọn tốt nhất. Trân Bố Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, thương nhân đặt lợi ích lên đầu, huống chi, Thương Minh cùng Tiêu phủ giao tình cũng không phải sâu đến mức không tiếc hết thảy, bên nào lợi ích nhiều, khẳng định đảo hướng bên đó, đây là làm ăn, không phải lấy lòng, huống hồ ân tình cùng lợi ích so sánh, Thương Minh khẳng định chọn cái sau, bất quá việc này vẫn là cùng đại ca thương lượng một chút mới tốt. Trân Bố Phàm nghĩ, đứng dậy rời đi khỏi đại điện, đi tìm Chân Tông Phúc tinh tế thương lượng việc này. Cùng lúc đó, nội bộ Ảnh Tử Minh, ở nơi 10 phần hẻo lánh ở Cự Hy Thành, một chi địa âm u, mà toàn bộ kiến trúc tu kiến đều 10 phần âm điệu thấp, không chút nào thu hút, thậm chí sẽ không ai nghĩ tới nơi này là tổng bộ thế lực của một phương thế lực, bất quá Ảnh Tử Minh khí chàng lại là rất lớn, kiến trúc chung quanh không có một chỗ dân trạch, kiến trúc vốn không thu hút, lại do độc lập ra, có vẻ hơi đặc biệt, bên ngoài nhìn những phòng ốc tạo dựng này, rất là bình thường, bất quá tiến vào bên trong, liền sẽ lập tức bỏ đi ý nghĩ này, bên trong trực tiếp đục một cái động lớn, nội bộ phức tạp làm cho người ta khó có thể tin, nguyên lai bên ngoài nhìn thấy chẳng qua là thứ che tai mắt mà thôi, kỳ thật chỗ chân chính chính là ở trong lòng đất, toàn bộ mặt đất đều bị đào rỗng, tựa như một tòa địa cung, chính giữa đại động có một cây cột cực đại, trực tiếp thông hướng sâu trong lòng đất, lít nha lít nhít phòng ốc, dựa vào tường đất xây lên, phần lớn kiến trúc đều có màu đen, còn có lẻ tẻ đèn đuốc tô điểm, bầu không khí phi thường âm lãnh, ở giữa không nghe thấy bất luận tiếng vang gì, ngay cả tiếng người cũng đều hãn hữu, như là một cái quỷ động, quy mô lại là rất lớn, trong động tối thiểu có thể chứa đựng mấy chục vạn người, huyệt động này sâu bao nhiêu không người biết được, phảng phất như nó thông hướng tới chỗ sâu nhất của lòng đất, trừ những thứ kiến trúc khiến người ta cảm thấy kiềm chế ra, còn có vô số xiềng xích xuyên qua tại toàn bộ trong động, những xiềng xích này đều dị thường thô to, thuận theo liên khóa nhìn lại, vô số liên khóa, tương hỗ giao thoa, liên khóa cuối cùng sẽ chỉ hướng ở giữa, tại chỗ liên khóa giáp nhau có thể trông thấy nhiều đạo thân ảnh lớn nhỏ không đều, nhìn đều bị liên khóa một mực trói buộc, thân ảnh không nhúc nhích, nhìn không ra có phải người sống hay không, toàn bộ quỷ động đều hiện đầy thân ảnh bị liên khóa, trên thân mỗi một thân ảnh đều có một xiềng xích màu đỏ, bởi vì đều là ám hắc sắc nên màu đỏ lộ ra cực kỳ dễ thấy, mỗi đạo thân ảnh bên trên đều có xiềng xích màu đỏ hướng về sâu trong lòng đất kéo dài mà đi, từ ngay phía trên quỷ động hướng xuống mặt nhìn lại, nhìn thấy là vô số xiềng xích màu đỏ, đều hướng về hang động vô tận kéo dài mà đi, ngay tại quỷ động có một không gian rất lớn, mặt đất rất sáng, có thể tỏa ra hết thảy vật thể đi ở phía trên, trên đỉnh cũng là như thế, giống như hai cái gương, một thân ảnh đứng ở bên trong, thân mặc hắc bào, thân thể khinh bạc, giống như thây khô, người này chính là Quỷ Ấn, mặt đất cùng trên đỉnh đều phản chiếu lấy thân ảnh Quỷ Ẩn, Quỷ Ẩn giảm trên mặt đất, chậm rãi đi về phía trước, kỳ quái nhất chính là, Quỷ Ẩn trong lúc hành tẩu lại nghe không được bất luận tiếng vang gì, rất quỷ mị. Trở về rồi hả? Một đạo thanh âm quỷ mị ở trong không gian chậm rãi đẩy ra, phảng phất đến tự địa ngục u hồn, quanh quẩn trong không gian mặt kính này, theo thanh âm truyền ra, tại bên trong chỗ sâu không gian u ám, có một đôi mắt chậm rãi mở ra, con mắt u màu xanh lam ở trong không gian hiện ra đến mức dị thường lớn, kích thước lớn như miệng giếng, rất khó tưởng tượng tại bên trong không gian mặt kính nhỏ hẹp này như thế nào chứa nổi cặp mắt quái vật to như vậy. Quỷ Ấn đứng ở trong đó, đối mặt với thanh âm quỷ mị giống như đến tự địa ngục, Quỷ Ẩn cũng không có đáp lại, bình tĩnh đứng, cùng cái con mắt màu xanh lam kia đối diện với nhau. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hắn là thất bại rồi hả? Quỷ Ẩn, ngươi là sát thủ đỉnh tiêm của Ảnh Tử Minh chúng ta, Tiêu Viêm bất quá chỉ là thất tinh đấu đế, cho ta một cái lý do, vì sao ám sát thất bại? Cái âm thanh khủng bố kia lại lần nữa vang lên, mang theo chi ý trách cứ, con mắt lớn như miệng giếng bỗng nhiên chừng một cái, hai đoàn ngọn lửa màu xanh hóa thành hai lợi mũi tên sư một tiếng bắn về phía Quỷ Ẩn. Quỷ Ẩn đứng tại chỗ, thấy không rõ biểu tình gì, lúc ngọn lửa màu xanh hóa thành mũi tên muốn bắn trúng hắn, thì con mắt mới khẽ run lên, hai mũi tên ở trước mặt hắn trực tiếp dừng lại, sau đó tiêu tán. Quỷ Ẩn không nói tiếng nào, chậm rãi giơ tay lên, bàn tay gầy guộc cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, giống như nháy mắt bị hút khô, đưa tay ra giữa, đấu khí tại trong lòng bàn tay Quỷ Ẩn đánh một cái xoáy, sau đó hóa thành một gương mặt nữ tử. Nữ tử này mặt rất mơ hồ, thậm chí có chút thấy không rõ ngũ quan. Quỷ Ấn nhìn gương mặt nữ tử trong tay do đấu khí biến thành, chỉ có một con mắt trên mặt lộ ra vô cùng đau thương. Đối với nữ tử tưởng niệm, ta đã không còn nhớ rõ nàng, ta rốt cục cũng đã nghe thấy tin tức của nàng, ha ha, ta từ trong phần mộ đứng lên, chính là vì trong lòng không thể quên được nàng. Quỷ Ấn thanh âm khàn khàn, lời nói rất nhẹ rất nhạt, hơi hợt ở giữa lại để lộ ra chấp niệm vô hạn trong lòng, vì một nữ nhân, ngươi có biết lần này nhiệm vụ quan trọng cỡ nào không? Cái kia thanh âm yếu ớt kia có chút tức giận, Quỷ Ấn lại xem thường, phảng phất như không có nghe thấy, con mắt chăm chú nhìn vào nữ tử trong tay do đấu khí biến thành, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, khuôn mặt nữ tử trên tay tùy theo tán đi. Quỷ Ấn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thật sâu cự nhãn, chỉ là bình thản đến cực điểm mắt, không có bất kỳ cảm xúc gì, bất quá cũng không có bất kỳ ý tứ nào e ngại, vì một nữ nhân ngươi dám vi phạm huấn lệnh, ngươi cũng đã biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi đó. Cái đạo thanh âm kia không dứt bên tai, Quỷ Ấn nghe ngược lại hơi không kiên nhẫn, nếu như ngươi bước ra khỏi nơi này một bước, từ đây ngươi liền sẽ cùng toàn bộ Ảnh Tử Minh là địch. Thanh âm sâu kín phẫn nộ có chút run rẩy, nhìn Quỷ Ẩn thái độ tựa hồ càng thêm tức giận, khoát tay áo, quay người liền muốn ly khai. Tiếng nói mới ra, Quỷ Ẩn đang muốn quay người ly khai chợt dừng bước lại, có thể cảm nhận được thân thể gầy còm dưới hắc bào đang run rẩy, bỗng nhiên áo bào đen lập tức nhấc lên, lộ ra diện mục chân chính phía sau hắn, khuôn mặt khủng bố nhìn chòng chọc vào con quái nhãn to lớn, thanh âm quái dị từ sau lưng của hắn mở miệng, Ta xưa nay không cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta, bao quát cả Ảnh Tử Minh, thanh âm quái dị, nhưng lại tràn đầy lực uy hiếp, trong lúc nhất thời, cặp quái nhãn to lớn phảng phất bị chấn nhiếp đến, con ngươi co lại nhanh chóng, không nói nữa, áo bào của Quỷ Ấn một lần nữa đắp lên thân thể của hắn, tiếp tục hướng bên ngoài đi đến, cho đến khi đi tới cửa, lại lần nữa ngừng lại. Ngươi yên tâm, ta sớm có sắp xếp, coi như ta không có giết chết Tiêu Viêm, tự nhiên cũng sẽ có người không tiếc bất cứ giá nào đến giết hắn, bất quá nói thật, thật sự là đáng tiếc cho một mỹ vị thượng đẳng. Quỷ Ấn nói xong, treo lơ lửng giữa trời đạp mạnh, thân hình bồng bềnh thấm thoát từ chỗ sâu trong quỷ động hướng ra phía ngoài lướt đi. Đợi sau khi Quỷ Ấn rời đi, Cự Nhãn trầm mặc nửa ngày, cho đến khi có một người mặc áo bào màu đen, trước ngực in chữ sát, mang một cái mặt nạ dữ tợn khát máu, trên mặt nạ viết một cái mã số 81, bước nhanh đi vào trước mặt Cự Nhãn, quỳ một gối xuống bái, ôm quyền nói: "Chủ, phía trên đến báo, người Đan điện đến." Người đeo mặt nạ số 81 bẩm báo nói, con mắt màu xanh lam to lớn nhìn không ra quá nhiều thần sắc biến hóa, trầm mặc một hồi, mới mở miệng: "Theo kế hoạch tiến hành." "Vâng." Người đeo mặt nạ số 81 nghe được phân phó xong, chậm rãi đứng dậy cung kính nhanh chóng lui ra ngoài. Đan điện, chú định chỉ là vật hy sinh, Cự Nhãn lạnh lùng nói, tiếng nói còn chưa xong đã chậm rãi ẩn trốn vào bên trong bóng tối. Thế lực của Đan điện càng lúc càng lớn, thời gian này Tiêu Viêm không tại Tiêu phủ, Đan điện bốn phía lôi kéo thế lực, có thể thấy được Đan điện đối với trận chiến này rất coi trọng, không tiếc hy sinh bất cứ giá nào, đối với rất nhiều thế lực xuất ra thù lao cực cao. Có một bộ phận thế lực không chịu được dụ hoặc, đều ném nương đến một bên Đan điện, bất quá từ đầu đến cuối mấy phương lớn thế lực, tỷ như Yêu Tộc, Ma Thú Gia Tộc, Thương Minh đều không có tỏ ra thái độ rõ ràng, đây cũng là điều Đan điện một mực kiêng kỵ, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bí mật quan sát lấy từng nhất cử nhất động của Tiêu phủ, một bên tìm hiểu lấy tin tức của mấy cái thế lực lớn, tại bên trong Cự Hy Thành đứng chủ đạo địa vị vẫn là mấy gia tộc lớn này, chỉ cần bọn chúng tỏ thái độ, chỉ cần bảo trì trung lập, Đan điện liền sẽ lập tức động thủ, trực tiếp đem Tiêu phủ cùng Tiêu tộc nhổ tận gốc. Bên trong Tiêu phủ, đám người Thanh Mộc Nhi thương thế đều gần như đã khỏi hẳn, được sự giúp đỡ của dược tộc, Thanh Mộc Nhi, Khiếu Chiến, Long Ý, Phong Bạo, Tư Ảnh sau khi khôi phục xong thương thế, thực lực đều chiếm được tinh tiến, đều là lục tinh đỉnh phong, đều đã mò tới cánh cửa của thất tinh, đặc biệt là Phong Bạo, sau khi khôi phục thương thế hắn một mực bế quan, mọi người cũng có thể cảm giác được, Phong Bạo đột phá thất tinh chỉ là vấn đề thời gian. Trong mấy người này trừ Nam Nhĩ Minh thì Phong Bạo có thương thế nghiêm trọng nhất, nhưng hắn cũng có thu hoạch là lớn nhất, đối với kiếm đạo lại có cảm ngộ mới, Tiêu Giao Đế Quân chỉ đạo, để Phong Bạo cấp tốc trưởng thành, kiếm đạo tinh tiến cũng là như mặt trời ban trưa. Bất quá tin tức của Đan điện cũng rất nhanh truyền đến Tiêu phủ, mọi người cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long đều đang bận rộn. Tịnh Vô Trần trở về, hắn phụ trách tổ chức tình báo của Tiêu phủ, bây giờ đại chiến sắp đến, không thể không có hắn, lập tức phái người đi thu thập từng nhất cử nhất động của Đan điện. Bây giờ, Tiêu phủ chủ lực chiến đội nghe được tin tức về sau đều chạy đến Tiêu phủ, từng người khí tức đều không tầm thường, đây đều là do Tiêu tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra, trước đó đi Đan điện đòi người đã từng lộ mặt qua, cho nên cũng không thể coi là bí mật gì nữa. Đan điện tự nhiên cũng biết Tiêu Viêm có một chi chiến đội chủ lực cường đại, nhưng đối với Đan điện mà nói cái này chưa phải là uy hiếp gì, bất quá từ trình độ nào đó mà nói, Đan điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong Tiêu phủ, bởi vì hiện không có sự hiện diện của Tiêu Viêm, nên quân tâm cũng mười phần không ổn định, bất quá còn may là có Thanh Hạo Nhiên, triệu tập trụ cột của Tiêu phủ, giống Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long, tại bên trong Tiêu phủ địa vị cũng không thấp, tất cả mọi người rất là tin phục, mà Khiếu Chiến, Phong Bạo, Tự Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi, Long Ý, bọn hắn tại bên trong Tiêu phủ cũng có tác dụng ổn định quân tâm nhất định, bọn họ cũng đều biết, sắp phải đối mặt với một đối thủ vô cùng mạnh là Đan điện, là một con quái vật khổng lồ đã tồn tại tại Cự Hy Thành thậm chí đấu đế đại lục vài vạn năm, Tiêu phủ thành lập đến hiện tại bất quá chưa tới ngàn năm, như thế nào đi chiến thẳng được một thế lực có nội tình thâm hậu như thế, từ mặt ngoài xem ra, nói là lấy trứng trọi đá cũng không đủ, đám người Tiêu phủ trên dưới đều chờ mong Tiêu Viêm trở về. Tiêu phủ bây giờ có Thanh Hạo Nhiên tọa chấn, Đan điện trong thời gian ngắn cũng không dám manh động, có Ma Hoàng tọa chấn, tạm thời ổn định tâm quân trên dưới Tiêu phủ, bất quá Tiêu Viêm nếu trong thời gian dài không trở lại, cái này tất nhiên cũng không phải kế gì lâu dài. Trong đình viện Tiêu phủ, Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão ngồi tại trước bàn ngọc, tay vịn pha trà, mùi thơm khắp nơi, hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí đại chiến sắp đến. Tứ trưởng lão, trận chiến này, sợ chính là trận chiến khốc liệt nhất mấy ngàn năm qua, Thanh Hạo Nhiên cảm thán nói, đưa tay cầm lên ngọc trà, trong chén bạch khí nhiễm nhiễm, hương trà thanh đạm không ngán, quanh quẩn tại hơi thở ở giữa, khiến người tâm thần thanh thản. Tứ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thời cuộc thay đổi trong nháy mắt, một trận chiến này vô luận là Tiêu phủ hay là Đan điện thắng, đối với cả Cự Hy Thành cách cục đều sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn lao. Thời cuộc biến hóa để người cảm khái, nhìn chung lịch sử lại không hiếm lạ. Đan điện một mực cao cao tại thượng, dù Tiêu phủ âm điệu thấp, cũng nhiều lần bị người ám toán. Tiêu Viêm bây giờ còn không biết, chính mình rõ ràng buông tha Đan Diễm, lại cuối cùng không hiểu thấu chết rồi. Đan điện khẳng định sẽ đem khoản nợ này tính trên đầu hẳn. Đừng nói là Đan điện, người biết được nội tình lác đác không có mấy, toàn bộ đều vẫn cho rằng là Tiêu Viêm đem Đan Diễm giết chết, đồng thời còn cố ý đem lưu lại thi thể thiêu khô tựa như khoe khoang. Ngoại nhân quan sát thì đúng như là thiên hỏa đốt, ngay cả Thanh Hạo Nhiên nếu không có nghe Thanh Mộc Nhi nói lên việc này trước đó, thì cũng cho rằng Đan Diễm chính là bị Tiêu Viêm giết chết, nhưng nói miệng không bằng chứng, Đan điện nơi đó lại là chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng Đan Diễm bây giờ là ai giết chết đều vẫn là một cái dấu hỏi. Lúc ấy bên nhân hoàng có hắc giáp trung niên nhân xuất hiện qua, Quỷ Ấn cũng xuất hiện qua, bọn hắn đều sẽ không tránh khỏi liên quan, chẳng qua hiện nay coi như Tiêu Viêm trở về, đi hướng Đan Điện giải thích, Đan Điện sẽ tin sao? Coi như Đan Điện thừa nhận Đan Diễm không phải do Tiêu Viêm giết chết, thì cái chết của nữ nhi Đan Đại Thành cùng nhi tử Đan Đỉnh, Tiêu Viêm cũng thoát không khỏi liên quan. Tiêu phủ cùng Đan Điện cửu oán đã sớm tiếp nhận, vô luận như thế nào cũng không có khả năng hóa giải, đã đến tình trạng người chết ta sống, phương diện tài lực cùng thực lực Đan Điện đều mạnh hơn Tiêu phủ. Bất quá Thanh Hạo Nhiên có thể bình thản ung dung như thế ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, trong lòng tự nhiên là có mấy phần chắc chắn. Đan Điện có Cửu Tinh, Tiêu Viêm phía sau chẳng lẽ liền không có? Chỉ chẳng qua hiện nay, Đan Điện cũng không biết mấy cái này, thế lực lớn kỳ thật sớm đã trong bóng tối chủ tính với bọn hắn. Đan Điện bây giờ đang không hề hay biết, bản thân đang từng bước rơi vào trong bẫy, còn tự cho là mình trong tay dắt lấy quyền tất thẳng, chờ Tiêu Viêm trở về, đó cũng sẽ là thời điểm con cá lớn này bị chia cắt. Ta đã thông chi ma thú gia tộc, để bọn hắn tranh thủ thời gian thông chi Tiêu Viêm trở về. Thanh Hạo Nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, gió nổi mây vần, bầu không khí có chút yên tĩnh đến đáng sợ, cảm giác mưa gió chuẩn bị nổi lên. Cự Hy Thành gần đây nhìn dị thường bình tĩnh, một vài người đại năng chưa hề xuất thế, bế quan cũng ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Đây là khúc nhạc dạo của bão tố muốn tới, trời liền muốn thay đổi. Ma thú gia tộc tại bên trong trung tâm dãy núi nguyên thủy, sâu trong cái hang lớn, nguồn sáng trên đỉnh đầu cự bụng ma cá chiếu sáng lấy chung quanh. Đám người Tiêu Viêm còn đang ở bên trong cái dạ dày thứ hai, giờ phút này Tiêu Viêm đuổi sát cự nhãn oa nhảy vào trong nước. Không gian dạ dày thứ hai rất lớn, nước lại rất trong triệt, bên trong sinh trưởng càng không ít sinh vật, đáy nước mọc đầy rong, còn có đủ loại cá vừa đi vừa về du động. Cự nhãn oa thể tích nháy mắt thu nhỏ, bất quá dưới linh hồn chi lực cường đại của Tiêu Viêm, cự nhãn oa chỉ cần không phải hư không tiêu thất, thì làm sao cũng trốn qua Tiêu Viêm truy kích. Cự nhãn oa trong nước tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất tại bên trong phạm vi tầm mắt của Tiêu Viêm, hướng chỗ càng sâu bơi đi. Tiêu Viêm theo sát ở hậu phương, tại dưới nước tốc độ tự nhiên là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Tiêu Viêm hai chân phi tốc trên dưới huy động, lực lượng lớn quấy toàn bộ nước trong dạ dày chấn động đều vừa đi vừa về. Theo lực lượng tăng lớn, tốc độ của Tiêu Viêm cũng là càng lúc càng nhanh, sau lưng trực tiếp kéo ra khỏi một đầu ngấn nước thật dài. Bọn cá đều bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Cứ việc Tiêu Viêm tốc độ tăng tốc, nhưng càng ở dưới nước bơi đi, rong sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt, che cản phần lớn ánh mắt. Mặc dù có linh hồn chi lực, nhưng những cây rong cũng làm ảnh hưởng nhất định tới tốc độ của Tiêu Viêm. Mà giờ khắc này, cự nhãn oa sớm đã không còn thấy bóng dáng. Không xong, Tiêu Viêm ở trong nước lông mày nhíu chặt, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Cự nhãn oa tốc độ quá nhanh, giờ phút này đã thoát ly khỏi phạm vi thăm dò linh hồn chi lực của hắn. Chủ yếu nhất là càng đi sâu hơn, thì Tiêu Viêm càng phát hiện phạm vi linh hồn chi lực khuếch tán càng ngày càng nhỏ. Bốn phía rong càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm du động tại bên trong, chậm rãi có chút dây leo cuốn lấy Tiêu Viêm, càng quấn càng nhiều, càng ngày càng gấp, cuối cùng trực tiếp kéo Tiêu Viêm lại. Tiêu Viêm hai tay hai chân bị rong khốn gắt gao, dị thường nhất là bọn chúng đều có tính bền dẻo rất cao, nếu như là chút ít căn bản không có cách vây khốn Tiêu Viêm, nhưng số lượng rong theo buộc trên người Tiêu Viêm càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm bị ép ngừng lại. Tiêu Viêm ở trong nước cúi đầu nhìn thoáng qua rong quấn đầy trên người mình, thầm mắng một tiếng, cái này tính bền dẻo quá mạnh, căn bản kiếm không ra cũng kéo không ngừng, dùng thiên hỏa ngược lại là có thể đem thiêu hủy, nhưng khẳng định sẽ phá hoại hoàn cảnh nơi này, có lẽ cũng sẽ gây nên hậu quả liên lụy gì đó. Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ, vẫn là không có sử dụng thiên hỏa. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm sầu muộn, bỗng sau lưng truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Tiêu Viêm giật mình, nghiêng đầu nhìn, có một ma thú tứ chi thật dài đối với Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, nguyên lai là Vưu Lân. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã sớm đoán được Tiêu Viêm sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vưu Lân chậm rãi bơi đến bên người Tiêu Viêm, khống chế áo khoác, trên người Tiêu Viêm vạch một cái, đem toàn bộ rong cắt đi. Bộ y phục trên thân Vưu Lân nguyên lai là dùng da lông báo biển ma thú làm tài liệu, cảm nhận bóng loáng, khiến cho mấy cây rong căn bản không có cách quấn lên. Vưu Lân xuất ra một bộ đồ đưa cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm hiểu ý, đem nó mặc vào. Tiêu Viêm phát hiện y phục này dùng cực kỳ tốt, hướng về phía trước bơi đi, Vưu Lân sau lưng Tiêu Viêm bám đi theo. Đột nhiên Tiêu Viêm ngừng lại, xoay người nhìn Vưu Lân sau lưng, linh hồn truyền âm nói, Vưu Lân tiền bối, đa tạ ngươi đến giúp đỡ, nhưng trong này có lẽ nguy hiểm trùng điệp, ngươi không cần thiết đi theo ta mạo hiểm, ngươi trở về chiếu cố tốt cho tộc trưởng cùng tộc nhân đi. Vưu Lân ngẩn người, đối với Tiêu Viêm là một cái thủ thế minh bạch rồi liền xoay người lại, Tiêu Viêm lúc này mới an tâm. Vưu Lân mặc dù rất thông minh, nhưng tại dưới nước Tiêu Viêm cũng chưa quen thuộc, phía dưới này đoán chừng Vưu Lân cũng chưa từng tới qua, có cái nguy cơ gì ai cũng không biết, huống hồ nếu như nơi này thật sự có quỷ linh, mà lại là quỷ linh có trí tuệ cao, Tiêu Viêm ngược lại là không sợ, nhưng hắn sợ Vưu Lân sẽ bị lấy ra dùng để uy hiếp Tiêu Viêm, đến lúc đó liền không dễ làm. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn Vưu Lân rời đi, mới xoay người tiếp tục hướng chỗ sâu bơi đi, nơi này rất lớn, Tiêu Viêm tới tới lui lui chuyển tầm vài vòng, còn tốt có Vưu Lân cho hắn y phục, những cây rong này cũng sẽ không lại tiếp tục cuốn lấy hắn. Nhưng Tiêu Viêm tìm hơn nửa ngày vẫn chưa có tìm được cự nhãn oa, cố gắng triển khai linh hồn chi lực khoách trương phạm vi lớn, nhưng áp chế quá mức lợi hại, linh hồn chi lực của Tiêu Viêm căn bản là không có cách toàn bộ triển khai, nơi quái quỷ gì, linh hồn chi lực cũng không có cách nào triển khai, lúc nào mới có thể tìm được, cũng không biết đám người Mộc Nhi hiện tại đã khỏi hắn chưa, thật là khiến người ta lo lắng. Tiêu Viêm đi tìm càng lâu thì càng mất kiềm chế, trong lòng càng là lo nghĩ không thôi. Tiêu Viêm không có lung tung du động, mà cẩn thận quan sát biến hóa bốn phía. Không gian này vốn là rất lớn, thậm chí so với dạ dày thứ nhất càng lớn hơn, giống như là chuyên môn vì những sinh vật này mà chuẩn bị. Những sinh vật này sẽ mang tới chỗ tốt gì cho cự bụng ma cá đây, bằng không thì không có khả năng sẽ có một cái dạ dày lớn đến như thế, ở trong đó tất nhiên là có huyền cơ gì. mới khiến cho cự bụng ma cá phí tâm tư lớn như thể. Tiêu Viêm nhìn xem bốn phía, không gian này xác thực lớn khủng bố, cơ hồ chiếm những 1/3 toàn bộ thân thể của cự bụng ma cá. Trong này khẳng định là ẩn tàng một cái mật động, quỷ linh cùng cự nhãn oa khẳng định núp ở bên trong. Không gian bí mật này đồng thời còn không nhỏ, dọc theo con đường này cũng chưa từng nhìn thấy qua một báo biển ma thú nào, trước đó đã bị Tiêu Viêm giết chết hết sạch, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Tiêu Viêm ở trong lòng suy tư, bỗng không tiếp tục bốn phía du động. Theo đạo lý, nơi này là nước động, không nên sẽ có dòng nước động, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tiêu Viêm phát hiện thân thể của mình bị một đạo dòng nước yếu ớt chậm rãi đẩy đi, Tiêu Viêm không hề động, hiện tại bốn phía đi tìm lung tung cũng không phải là biện pháp, lấy tĩnh chế động, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Tiêu Viêm thuận theo dòng nước chậm rãi đẩy lên một chỗ, nơi này cây rong dần dần thưa thớt, quay đầu nhìn lại, Tiêu Viêm mới phát hiện, vị trí của mình vừa mới là ở trong một bụi rong rậm rạp sâu u, nguyên lai nãy giờ đều là ở trong đó đảo quanh, hiện tại rốt cục thuận theo cái dòng nước không quá rõ ràng mà thoát được ra, lộ ra mặt đất màu đỏ, nhìn có điểm giống là nhục thể của cự bụng ma cá, vừa rồi giống như đột nhiên có chút quang mang từ trước mắt thoảng qua, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm nói, liếc nhìn chung quanh, cảm giác con mắt bị cái đồ vật gì đó sáng tỏ đâm một cái, bất quá thời điểm Tiêu Viêm cẩn thận đi xem thì lại cái gì cũng đều không có phát hiện. Không đúng, vừa mới khẳng định là có đồ vật gì lóe lên một cái, Tiêu Viêm chắc chắn nói, nước dưới đáy bắt đầu du động, mặc dù phạm vi linh hồn chi lực của Tiêu Viêm không nhiều, nhưng ở một mảnh thủy vực trụi lủi, không có bất luận tảo rong gì sinh trưởng thì Tiêu Viêm vẫn luôn cảm giác không đơn giản, xem xét những cây rong sau lưng, chỉ sinh trưởng đến nơi này, hơn nữa là rất chỉnh tề một đường, tựa như là bị hạn chế, không cách nào lại hướng về phía trước sinh trưởng. Chẳng lẽ nơi này chính là không gian khác? Tiêu Viêm lại lần nữa hướng về phía trước bơi, bỗng nhiên cảm thấy một loại áp lực, Tiêu Viêm lập tức dừng lại thân thể, con mắt trừng lớn, chậm rãi giơ cánh tay lên hướng về phía trước đưa tới, tay mới ngả vào một nửa, thật giống như lâm vào thứ gì, toàn bộ cánh tay đều bị nuốt vào, quả nhiên có kỳ quặc. Tiêu Viêm trên mặt nổi lên ý cười, thân thể trực tiếp biến mất tại trong nước, chung quanh mặt nước không có xuất hiện nửa điểm dị thường, cảm giác tựa như là Tiêu Viêm hư không tiêu thất. Tiêu Viêm tiến vào bên trong không gian bí ẩn tại phía dưới đầm nước, đợi thấy rõ chung quanh, Tiêu Viêm lập tức trợn tròn mắt. Tiêu Viêm mặc vào trang phục mà Vưu Lân cho hắn, bên ngoài nhìn qua giống như quái thú, tứ chi rất dài còn tại không trung lung tung vung vẩy. Tiêu Viêm nhìn thấy thứ trước mắt sợ đến ngây người, bất quá nơi này không chỉ có mỗi mình hắn sợ ngây người, nơi này có mấy vạn con báo biển ma thú cũng đang sợ đến ngây người. Tiêu Viêm lại đang ở ngay vị trí trung tâm của bọn chúng, những con báo biển ma thú rất có quy luật dựa theo chiều cao mà sắp xếp, một vòng vây quanh Tiêu Viêm. Từ vị trí của Tiêu Viêm nhìn lại, một mảnh đầu nhỏ đen như mực, Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn chúng cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Viêm, cảm giác một nháy mắt có thể khiến thời gian dừng lại, trong đó có một báo biển ma thú hướng Tiêu Viêm gào thét hai tiếng, tựa như là đang thử thăm dò Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặc quần áo của Vưu Lân làm, bộ dáng nhìn mười phần quái dị, mấy vạn con báo biển ma thú, mấy vạn con mắt cùng nhau nhìn Tiêu Viêm, trong mỗi cặp mắt đều lộ ra hiếu kỳ, tìm hiểu lấy ngoại lai sinh vật. Tiêu Viêm này, mấy vạn con báo biển ma thú, chiếm hết cả mảnh không gian, nhưng bọn chúng vẫn chưa đối với Tiêu Viêm phát động công kích, bọn chúng tựa hồ cũng cảm giác được Tiêu Viêm không có ác ý. Tiêu Viêm chậm rãi chuyển bước xuyên qua báo biển, những con báo biển ma thú cũng dõi mắt đi theo từng chuyển động của Tiêu Viêm, đột nhiên bị mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, cho dù là ai cũng đều sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Tại trong phạm vi ánh mắt của hắn, ngoài lít nhít báo biển ma thú ra, còn có một cái cự đại vòng sáng đưa tới chú ý của hắn. Đợi Tiêu Viêm chậm rãi đến gần nhìn kỹ lại, bên trong vòng sáng có một cái vật thể tựa như tủy não, chỉ bất quá toàn bộ nó đều lóe ra quang mang, hình ảnh toàn thân hiện lên hơi mờ, phía trên du tẩu lôi đình điện văn, quả nhiên là quỷ linh. Tiêu Viêm nhìn quang não, ngay lập tức liền cảm nhận được khí tức của nó. Tiêu Viêm là lần đầu tiên trông thấy quỷ linh có hình thái này, dĩ nhiên phát triển đến tình trạng như thế, quả thật có chút khiến người líu lưỡi. Bỗng tất cả ánh mắt của báo biển ma thú cùng nhau nhất biến thành huyết hồng sắc, nhìn về phía Tiêu Viêm tràn đầy sát cơ. Tiêu Viêm sững sờ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tiêu Viêm mắng thầm, lập tức cởi bộ quần áo do Vưu Lân làm, thu nhập vào trong nạp giới, trong tay hỏa diễm lóe lên, thiên hỏa tuyên cổ xích nằm trong tay. Dáng dấp của báo biển ma thú đáng yêu như vậy, giết chết đáng thương biết bao. Tiêu Viêm trước đó bị biểu lộ ngơ ngác của báo biển ma thú, cùng thực lực thấp đến đáng thương của bọn chúng mà cho rằng bọn chúng không có cái gì uy hiếp. Tiêu Viêm lắc đầu, thu hồi trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, được rồi, ta lòng từ bị, tha các ngươi một mạng. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, nhìn những báo biển ma thú này, thực sự không nhẫn tâm đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Tiêu Viêm trước đó nghe Vưu lão nói qua việc này, báo biển ma thú vốn dĩ có 10 phần ôn hòa, căn bản sẽ không xuất hiện công kích. Tiêu Viêm trông thấy quang não quỷ linh về sau lập tức liền đoán được, những báo biển ma thú này khẳng định là bị quang não quỷ linh khống chế. Tiêu Viêm phát hiện ở đây, phạm vi linh hồn chi lực của mình lại tăng lên một chút, cũng là bởi vì không gian này đã mở ra, hạn chế đã giảm đi một chút. Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, linh hồn chi lực từ trung tâm hắn lập tức tạo thành một cỗ phong bạo vô hình. Lúc này không có bất kỳ thanh âm nào, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh đến đáng sợ. Một giây sau, toàn bộ báo biển ma thú miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt, rồi đồng loạt ngất đi. Linh hồn sóng xung kích, hắc hắc, đối với mấy con lính tôm tướng cua thật sự là dùng tốt. Tiêu Viêm khoan thai tự đắc cười hắc hắc. Giải quyết báo biển ma thú xong, hắn chuyển mắt sang quang não quỷ linh. Lúc này quang não quỷ linh nguyên bản có màu sắc hơi mờ đã biến thành màu lam nhạt, phía trên điện mang so trước đó càng nhiều hơn. Oanh, bỗng nhiên, con mắt cự nhãn oa tại trước mặt quang não quỷ linh biến sắc, đó có thể thấy được sự khống chế của quang não quỷ linh này. Cự nhãn oa thân thể cấp tốc bành trướng, tiếp tục bành trướng thêm thành thân thể khổng lồ, ánh mắt phẫn nộ nhìn Tiêu Viêm, xem ra hoàn toàn đã mất đi linh trí, trực tiếp mở ra bộ pháp hướng Tiêu Viêm đánh tới. Oanh oanh, thân thể to lớn một chạy, nghiền chết không ít báo biển ma thú bị linh hồn xung kích của Tiêu Viêm chấn choáng. Tiêu Viêm thấy thế thực sự bất đắc dĩ, bất quá con át chủ bài của Quang Não Quỷ Linh đoán chừng chính là Cự Nhãn Oa, dù sao nơi này tài nguyên có hạn, Quang Não Quỷ Linh có thể bồi dưỡng được Cự Nhãn Oa đạt tới lục tinh đỉnh phong thật quá không đơn giản, nó trên con đường tu luyện nhất định có cảm ngộ rõ ràng, bằng không thì chính là vì Cự Nhãn Oa thiên phú tu luyện vốn đã cao, cộng thêm Quỷ Linh chỉ điểm, không dựa vào bất luận đan dược nào mà đã tu luyện tới lục tinh đỉnh phong. Thông minh như vậy thật làm cho người ta cảm thấy khủng bố, loại linh vật này sinh ra linh trí bản sẽ rất khó, mà linh trí cao đến như vậy lại càng khó hơn, bất quá gia hỏa này càng khó đối phó với Tiêu Viêm thì càng hưng phấn, dù sao nó sớm muộn cũng sẽ trốn không thoát, không biết Quang Não Quỷ Linh xếp hạng bao nhiêu, dùng nó tái tạo thân thể cho Nam Nhĩ Minh, thì sau đó không biết Nam Nhĩ Minh sẽ trở nên thông minh đến mức nào, ha ha, hôm nay ăn chắc ngươi, ếch nhỏ à, thực sự xin lỗi. Tiêu Viêm nhìn Cự Nhãn Oa đang liều lĩnh xông tới, thậm chí không có lấy ra Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, mà là trực tiếp thả người nhảy lên, biến trưởng thành quyền, hướng phía Cự Nhãn Oa trực tiếp vỗ tới. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm xem thường, Cự Nhãn Oa bỗng nhiên há to miệng, một đầu lưỡi lớn lại thô, mang theo dịch nhờn giống như roi đồng dạng, hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên quét qua, nguyên lai không là chịu chết, đầu lưỡi thật dài, thật buồn nôn. Tiêu Viêm trực tiếp bị đầu lưỡi của Cự Nhãn Oa quét qua, rồi dính trực tiếp vào trên đó. Cự Nhãn Oa thấy thế bỗng nhiên cuốn một cái, liền đem Tiêu Viêm nuốt vào trong miệng. Tiêu Viêm trong lòng thật không muốn làm thương tổn Cự Nhãn Oa, trước đó có thể nhìn ra, Cự Nhãn Oa kỳ thật đối với hắn cũng không có sát ý, tất cả đều là vì bị Quang Não Quỷ Linh giở trò quỷ. Tiêu Viêm toàn thân thiên hỏa chấn động, đốt đầu lưỡi Cự Nhãn Oa rung động suy suy đầu lưỡi, Cự Nhãn Oa trực tiếp bị đốt đen một khối lớn, bị đau bỗng nhiên buông ra Tiêu Viêm, chạm lão, quỷ linh này có chút địa vị, có thể khống chế ý thức của những sinh linh này. Tiêu Viêm chau mày, Quang Não Quỷ Linh nếu như có thể khống chế Cự Nhãn Oa, thì liệu có khả năng cũng sẽ đem hắn khống chế không? Cái này, hắn là xếp hạng thứ 16 Cổ Tuệ Chi Linh, nó có thể khống chế ý thức, linh trí lại không thấp, bên trong Tử Thần Hư Linh Tháp, Trạm lão mở miệng nói. Tiêu Viêm nghe vậy, vội vàng đem linh hồn chi lực thu hồi lại, bảo hộ ý thức của mình, xem ra, hôm nay phải đạp trên thi thể của ngươi đi qua rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tiêu Viêm nhìn Cự Nhãn Oa, bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay lắc một cái, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích nằm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Cự Nhãn Oa, triều tịch chi khí. Cự Nhãn Oa bên trong miệng lớn phun ra mấy cái chữ không quá rõ ràng, sau đó, bên người hơi nước càng ngày càng nhiều, chậm rãi hội tụ thành giọt nước, sau đó giọt nước lại hội tụ thành nước, hóa thành một đầu thủy long. Cự Nhãn Oa ngón tay đối với Tiêu Viêm bỗng nhiên một chỉ, thủy long liền hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiêu Viêm dù sao cũng là thất tinh hậu kỳ thực lực, Cự Nhãn Oa chẳng qua là lục tinh đỉnh phong, đối với Tiêu Viêm mà nói, giết chết nó quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá không biết Cổ Tuệ Chi Linh có kỳ chiêu gì hay không. Tiêu Viêm vẫn là 10 phần cẩn thận, đối mặt với Cự Nhãn Oa ngưng tụ thủy long, Tiêu Viêm không có né tránh, mà trực tiếp nâng lên Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bắt đầu vung vấy, từng đạo thước ảnh không ngừng ngưng tụ. Tiêu Viêm trong miệng khẽ nhả, Thiên Xích vô ảnh. Tiêu Viêm cũng không có thi triển ngàn thước hợp nhất, bởi vì hắn cảm giác thủy long trước mặt gào thét, mà đến có uy hiếp cũng không lớn lắm. Thủy long chớp mắt liền cùng Thiên Ảnh vô xích đánh vào cùng một chỗ, thủy long thân hình dừng lại, lập tức liền muốn sụp đổ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ chính mình phán đoán vẫn là rất chính xác. Oanh, ngay tại thời điểm Tiêu Viêm còn dương dương đắc ý, không thèm quan tâm nhìn thời điểm cả hai xung kích, thủy long bỗng nhiên nhất biến, hóa thành trăm trượng lớn, trực tiếp đem Tiêu Viêm một cái nuốt hết. Trong này vốn cũng không có thể phi hành, Tiêu Viêm trực tiếp bị thủy long quyển nhập, thủy long lực trùng kích một nháy mắt đem Tiêu Viêm đầu óc choáng váng, không phân rõ đông nam tây bắc. Không có chờ Tiêu Viêm kịp phản ứng, Cự Nhãn Oa chậm rãi đi tới, bắt lại Tiêu Viêm tại bên trong thủy long lượn vòng vòng, bàn tay bỗng nhiên bóp, chỉ nghe thấy thanh âm tiếng xương cốt của Tiêu Viêm phát ra. Tiêu Viêm một ngụm lớn máu tươi xen lẫn mảnh vụ nội tạng phun tới, tới quá nhanh, Tiêu Viêm cảm giác lực lượng của mình tất cả đều làm không lên, bao quát đấu khí trong thể nội vậy mà đều không cách nào sử dụng. Tiêu Viêm lúc đầu muốn lập tức đem linh khải triệu hoán đi ra, nhưng không hề nghĩ tới, thậm chí ngay cả linh khải cũng không thể triệu hoán. Khụ khụ, tại sao có thể như vậy, đáng chết. Tiêu Viêm giờ phút này đã bị trọng thương, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cũng băng tán mà đi, Tiêu Viêm tại trong tay Cự Nhãn Oa không thể động đậy chút nào. Tiêu Viêm cắn chặt răng, đã dùng hết khí lực cả người, muốn tránh thoát bàn tay của Cự Nhãn Oa, nhưng vô luận Tiêu Viêm dùng sức ra sao, đều giống như không có nửa điểm tác dụng. Không chờ Tiêu Viêm suy nghĩ, Cự Nhãn Oa trực tiếp đem Tiêu Viêm nuốt xuống. Ta, chẳng lẽ sẽ bị một ma thú lục tinh đỉnh phong giết chết sao? Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, một mặt biểu lộ khó có thể tin, lại không phản kháng được nửa điểm, cứ như vậy bị Cự Nhãn Oa thẳng tắp ném vào trong miệng. Loại cảm giác chân bóng nhấp nhúa lập tức có che kín toàn thân Tiêu Viêm. Thiên hỏa như thế nào không dùng được? Tiêu Viêm chính thuận theo yết hầu của Cự Nhãn Oa chậm rãi đi xuống. Tiêu Viêm đưa tay, dĩ nhiên không cảm giác được thể nội có thiên hỏa tồn tại, thậm chí quỷ linh, linh ấn toàn bộ đều biến mất không thấy. Chẳng lẽ Cổ Tuệ Chi Linh còn có năng lực khiến người sinh ra ảo giác? Tiêu Viêm xem xét thể Tiêu Viêm giận tái mặt tới suy nghĩ, lập tức phát hiện không thích hợp, đấu khí cùng ba kỳ vật đều không có thể sử dụng, coi như thế, chính mình xuất lực khí cũng rất giống không tồn tại. Tiêu Viêm là hạng người thông minh đến mức nào, chỉ là cái ảo giác này thật quá giống như thật, để Tiêu Viêm chưa kịp phản ứng, điểm ấy mánh khóe, vẫn là làm khó không được Tiêu Viêm ta, phá cho ta. Tiêu Viêm con mắt thình lình nhắm lại, mặc dù linh hồn chi lực không cách nào triển khai quá nhiều, nhưng không có nghĩa là linh hồn chi lực của hắn không mạnh mẽ. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực như sóng xung kích oanh một tiếng, tràng cảnh chung quanh lập tức giống như băng tán mà đi. Giờ này khắc này xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm chính là một phen tràng cảnh khác, những báo biển ma thú kia, cư nhãn oa toàn bộ đều biến mất, trước mắt hắn là về tới bên bờ. Vưu lão đang nhu hòa nhìn hắn, Tiêu Viêm cùng Vưu lão liếc nhau một cái, lập tức trong lòng dừng lại thầm mắng, Cổ Tuệ Chi Linh quả thật có mấy phần mánh khóe, phá một cái huyễn tượng, lại tiến vào một cái khác, nếu như gặp người khác, sợ rằng sẽ vĩnh viễn luân hãm ở bên trong huyễn tượng của Cổ Tuệ Chi Linh. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phải người bình thường, trong người hắn mang quỷ linh, đồng thời còn có quỷ linh xếp hạng còn cao hơn cái Cổ Tuệ Chi Linh này. Tiêu Viêm ổn quyết tâm thần, hắn biết tiếp tục như vậy tất nhiên không phải biện pháp, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng, đầu cấp tốc vận chuyển, chờ đợi thời cơ. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân thể bỗng nhiên đạp một cái, ảo giác của Cổ Tuệ Chi Linh để Tiêu Viêm cảm giác đang ở trên bờ. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có để ý những điều này, thân thể nổ bắn đi, đối với một chỗ bỗng nhiên một chảo, lập tức trong tay Tiêu Viêm quang mang đại chán, trong tay thình lình xuất hiện Cổ Tuệ Chi Linh, bốn phía ảo giác lại lần nữa như là mặt kính toàn bộ băng tán. Nguyên lai Tiêu Viêm nhắm mắt, một mực là đang nhớ lại cùng cảm thụ vị trí của mình cùng Cổ Tuệ Chi Linh, mà Cự Nhãn Oa thì không để ý tới, nó đã mất đi Cổ Tuệ Chi Linh khống chế. Cự Nhãn Oa thể tích cấp tốc thu nhỏ đến kích thước của một con ếch xanh bình thường, thân bên trên phát ra khí tức cũng vẻn vẹn có tứ tinh mà thôi. Nguyên lai đây hết thảy đều là ảo giác do Cổ Tuệ Chi Linh tạo ra. Tiêu Viêm trong lòng lập tức minh bạch, Cự Nhãn Oa làm sao vừa nhìn thấy hắn liền chạy, thực lực lục tinh đỉnh phong của nó cũng chỉ là do Cổ Tuệ Chi Linh làm giả. Bất quá, mấy vạn con báo biển ma thú lại là sự tồn tại rất chân thật, nơi này không gian rất lớn, mấy vạn con báo biển ma thú sinh tồn ở đây tuyệt đối không có vấn đề. Vưu lão trước đó suy đoán báo biển ma thú, bởi vì tài nguyên có vấn đề mới phát động công kích, bây giờ xem ra, chỉ sợ những con báo biển ma thú này cũng không phải là bởi vì tài nguyên có vấn đề, mà là vì Cổ Tuệ Chi Linh có vấn đề. Bất quá còn tốt, tại bên trong cự bụng ma cá, không có ma thú cường đại tồn tại, bằng không, sợ những tiểu nhân tộc kia thật đúng là ngăn cản không nổi. Bất quá Cổ Tuệ Chi Linh, vì sao lại muốn dùng hết tất cả biện pháp đi công kích lũ tiểu nhân? Chẳng lẽ là trong tay tiểu nhân tộc có thứ mà nó cần? Trong tay Tiêu Viêm nắm vuốt Cổ Tuệ Chi Linh, tản mát ra chi lực cường đại của quỷ linh trong thân thể. Cổ Tuệ Chi Linh tại trong tay Tiêu Viêm không dám nhúc nhích chút nào. Được rồi, không nghĩ nữa, vẫn là nhanh đi về giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân. Thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hắc hắc, Tiêu Viêm nhìn Cổ Tuệ Chi Linh trong tay, bây giờ suy nghĩ một chút đều giống như đang nằm mơ. Không biết là Nam Nhĩ Minh vận khí quá tốt, hay là vận khí của hắn quá tốt, bây giờ không chỉ có tìm được Thần Dựng Chi Thạch, vốn cho là cần rất lâu ngày mới có thể tìm được quỷ linh, bây giờ cũng tìm được, toàn bộ điều kiện tái tạo nhục thân đều đạt thành, tỷ lệ phục sinh Nam Nhĩ Minh đề cao thật lớn, không có gì bất ngờ xảy ra cơ bản không thành vấn đề. Tiêu Viêm cầm Cổ Tuệ Chi Linh đang chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này, bỗng nhiên Cổ Tuệ Chi Linh mở miệng, chờ chút, ngươi không thể mang ta rời đi, ta mà đi thì nơi này sẽ sụp đổ, nước sẽ khô kiệt, những sinh linh này đều sẽ chết đi. Cổ Tuệ Chi Linh bỗng nhiên mở miệng cũng làm cho Tiêu Viêm ngoài ý muốn vạn phần. Lần đầu tiên hắn gặp phải một quỷ linh có thể mở miệng nói chuyện, linh trí cũng quá cao đi. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía địa phương của Cổ Tuệ Chi Linh, mặt đất là một cái mâm tròn, phía trên điêu khắc rất nhiều cổ lão văn tự, cái mâm tròn này chậm rãi chuyển động. Bất quá khi Cổ Tuệ Chi Linh bị Tiêu Viêm bắt lấy, rời đi mâm tròn thì chuyển động bắt đầu chậm rãi chậm lại, không lâu nữa mâm tròn liền sẽ ngừng chuyển động. Lần này phiền toái rồi, Tiêu Viêm nói thầm một tiếng không tốt, thật không nghĩ đến quỷ linh lại là thứ cung cấp năng lượng cho không gian này, khó trách, ta nói nơi này làm sao lại có linh khí nồng nặc như vậy, có thể làm cung cấp được linh khí liên tục không ngừng, thế gian này trừ ba kỳ vật, chỉ sợ cũng không có người nào có thể làm được, ta nghĩ một chút biện pháp, không có Cổ Tuệ Chi Linh, trên người ta có nhiều quỷ linh như vậy, nếu chế tạo ra một cái đoàn năng lượng quỷ linh không biết có thể hay không. Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên manh động ý nghĩ này, bởi vì tại Đấu Khí Đại Lục, lúc lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng làm như vậy qua, mặc dù không thể nói vô hạn duy trì, nhưng chí ít cũng có thể duy trì trên 100 năm. Tiêu Viêm liền đem Cổ Tuệ Chi Linh nuốt vào trong miệng, sau đó đi đến giữa mâm tròn, hắn kinh ngạc phát hiện, tại bên trong cái mâm tròn này, hắn lại cảm nhận được thực lực mình lại ẩn ẩn lên cao. Tiêu Viêm giật mình, lập tức ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt, đây không phải đấu khí, không biết có phải là bởi vì những cổ lão văn tự ở bên trên mâm tròn hay không, mà nó tản ra một loại cảm giác rất đặc thù. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, những cổ lão văn tự thần bí vậy mà tại trong đầu hẳn không ngừng hiển hiện, thực lực thất tinh hậu kỳ xuất hiện tinh tiến. Tiêu Viêm trong lòng đại hỉ, chính mình bây giờ cách bát tinh càng lúc càng gần. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, trên mặt nổi lên ý cười, cẩn thận cảm thụ đấu khí trong thể nội, mặc dù cũng không có tăng lên quá nhiều, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói đã hoàn toàn đủ rồi. Bất quá Tiêu Viêm đối với những cổ lão văn tự bắt đầu có chú ý, cái mâm tròn này rất là đặc biệt, phía trên trừ cổ lão văn tự ra còn có rất nhiều vết rách, nếu như từ chỗ cao nhìn qua, cái mâm tròn này cũng không phải là tiêu chuẩn hình tròn, mà là hình bầu dục, những vết rách kia nhìn qua, có điểm giống như là mai rùa. Tiêu Viêm nhìn mấy cổ lão văn tự hơn nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên cớ nào, bất quá có thể để cho thực lực của Tiêu Viêm có chỗ tinh tiến, chắc hắn cái mai rùa mâm tròn này cũng không đơn giản. Được rồi, ghi lại đã đến, về sau nói không chừng có thể sử dụng. Tiêu Viêm liền đem những cổ lão văn tự trên mai rùa khắc ở trong óc, nhớ xong cổ lão văn tự xong, Tiêu Viêm không có tiếp tục trì hoãn, hai tay chậm rãi nâng lên, tại không trung hóa một cái vòng tròn, khí thế ngưng lại, quỷ linh chi lực từ thể nội trào lên hướng trong bàn tay Tiêu Viêm chuyển đi. Tại trung tâm song trưởng của Tiêu Viêm, một đoàn năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ, cùng lúc đó, không gian nơi này bắt đầu run rẩy, mất đi cổ tuệ chi linh trèo trống, nó bắt đầu sụp đổ. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.